Dạ vâng ạ, xin kính chào quý thầy cô ạ. Đến từ các điểm cầu của tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Điện Biên và Kiên Giang. Trước hết thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến các quý thầy cô đã lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Và hôm nay thì tôi rất là vinh dự khi được thay mặt nhóm các tác giả xin chia sẻ với quý thầy cô cuốn sách lịch sử và địa lý 7 phần địa lý. Kính thưa quý thầy cô, cái nội dung báo cáo của buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ tập trung vào 4 cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là những cái điểm mới của sách lịch sử và địa lý 7 phần địa lý. Nội dung thứ hai là tìm hiểu nội dung phần địa lý 7. Nội dung thứ ba là những vấn đề chung về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Và nội dung thứ 4 đó là hướng dẫn cách thức tổ chức một số bài học. Kính thưa quý thầy cô, cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý 7 phần địa lý thì cũng góp phần để hình thành những phẩm chất và năng lực, bao gồm có những cái yêu cầu cần đạt về năng lực chung, ví dụ như là năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những cái yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của khoa học địa lý, của môn địa lý như là tìm hiểu địa lý, nhận thức khoa học địa lý, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Ngoài những cái năng lực nêu trên thì sách giáo khoa phần địa lý thì còn giúp học sinh hình thành các cái phẩm chất như là phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Và ngoài ra thì còn những cái phẩm chất như là yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên, vân vân. Thế thì xin phép các quý thầy cô lại được vào nội dung thứ nhất, đó là những điểm mới của sách lịch sử và địa lý, phần địa lý. Cuốn sách lịch sử địa lý 7 phần địa lý sẽ bao gồm có 5 cái điểm mới. Điểm mới thứ nhất đó là mới về quan điểm biên soạn. Thứ hai là mới về cách tiếp cận. Thứ ba là mới về phương pháp biên soạn. Điểm mới thứ tư là điểm mới về cấu trúc nội dung, cấu trúc và nội dung. Và thứ năm đó là mới về hình thức thiết kế sách giáo khoa. Thứ nhất là cái điểm mới về quan điểm biên soạn. Em đến rồi. Thế thì cái quan điểm thứ nhất là cuốn sách được dựa trên 4 cái điểm quan điểm thứ nhất, đó là tuân thủ cái định hướng của giáo dục phổ thông và tiêu chuẩn sách giáo khoa mới. Kính thưa quý thầy cô, thì như các thầy cô đã biết, tức là cái định hướng đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay đó chính là chú trọng vào cái việc là chuyển từ một cái nền giáo dục mà chủ yếu chú trọng và truyền thụ kiến thức sang một cái nền giáo dục là định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh. Và bởi vậy mà việc thiết kế sách giáo khoa lần này thì cũng được biên soạn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Cái điểm mới thứ hai về quan điểm biên soạn đó chính là cuốn sách giáo khoa lần này thì cũng đã kế thừa những cái nét tinh hoa của sách giáo khoa hiện hành và tiếp thu những điểm mới từ sách giáo khoa của các nước tiên tiến trên thế giới. Thế thì ở đây thì rất nhiều các nội dung trong cuốn sách lần này đã có những điểm gần với sách giáo khoa cũ. Vì thế mà các thầy cô cũng yên tâm là cũng không phải lo lắng quá nhiều về sách đổi mới hoàn toàn. Và rất nhiều ở đây có rất nhiều những nội dung là kế thừa từ những cái sách giáo khoa hiện hành. Cái điểm mới thứ ba đó là cuốn sách được biên soạn theo hướng hỗ trợ giáo viên đổi mới hiệu quả phương thức tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục. Thế thì với cái định hướng này thì cuốn sách đã thiết kế thành các cái nội dung và khiến cho dễ dàng có thể tổ chức các hoạt động học cho học sinh, và thông qua đó thì học sinh có thể phát triển phẩm chất và năng lực, và đồng thời là học sinh có thể tự học
dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Cái điểm mới thứ tư trong cái quan điểm biên soạn đó chính là cuốn sách được biên soạn phù hợp với phương châm biên soạn của cả bộ sách giáo khoa, đó là kết nối tri thức với cuộc sống. Thế thì với cái phương châm là cái kiến thức trong sách giáo khoa không chỉ để hiểu, để nhớ, mà nó còn là một cái chất liệu rất là quan trọng để giúp học sinh hình thành những cái phẩm chất và năng lực mà các em cần phải có trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Cái điểm mới thứ hai là điểm mới về cách tiếp cận. Thì cái thiết kế sách giáo khoa lần này thì đã có những cách tiếp cận mới, nó được thể hiện ở 6 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là sách giáo khoa là công cụ để giúp học sinh phát triển năng lực và khả năng tự học. Thì với cái việc thiết kế sách giáo khoa theo các cái hoạt động học, cho nên là học sinh dễ dàng có thể là tự học dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, và thông qua các cái hoạt động học mà và các cái hoạt động cụ thể thì học sinh có thể phát triển năng lực của mình. Cái cạnh thứ hai đó là sách giáo khoa là công cụ để giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, và cũng theo cách thiết kế sách giáo khoa theo các cái hoạt động học, cho nên giáo viên dễ dàng tổ chức các cái hoạt động học và hướng dẫn học sinh tiếp cận dưới dạng là các cái hoạt thông qua các cái năng lực. Vì thế mà giáo viên dễ dàng có thể sử dụng các cái phương pháp dạy học tích cực như là hiện nay đã được sử dụng, và vì thế mà góp phần vào việc là dễ dàng có thể đổi mới cái phương pháp dạy học. Thì cái cạnh thứ ba đó là có sự tích hợp nội môn và liên môn. Thì đây là một điểm mới trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng bắt đầu từ lớp 7. Thế thì tích hợp nội môn đó là gì? Đó là tích hợp những cái nội dung ở trong bản thân mỗi bộ môn, đó là bộ môn địa lý. Còn tích hợp liên môn tức là có thể đưa những cái nội dung ở của môn lịch sử vào trong những cái bài học địa lý. Đặc biệt là nó thể hiện rõ rệt có hai cái chủ đề chung, đó là chủ đề các cuộc phát kiến địa lý và chủ đề đô thị lịch sử và hiện tại. Thế thì cái cách tiếp cận điểm mới cho cách tiếp cận tiếp theo đó chính là với cái phương châm là học lịch sử và địa lý thế giới và khu vực để hiểu rõ lịch sử địa lý Việt Nam và địa phương. Và khía cạnh thứ năm đó chính là giúp học sinh có thể phát triển cái phẩm chất yêu nước, hình thành những phẩm chất yêu nước, nhân ái và tinh thần trách nhiệm, và thông qua những cái bài học thì có thể giúp học sinh giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Điểm mới thứ ba là điểm mới về liệu pháp minh họa. Thì kính thưa quý thầy cô, thì trong cuốn sách giáo khoa lần này thì đối với phần địa lý thì có thể nói là những cái kiến thức đã được tinh giản ở mức độ hợp lý, phổ thông hóa kiến thức. Và so với cái sách giáo khoa trước đây thì có thể nói những cái nội dung đã được đơn giản hóa rất là nhiều, và các đơn vị kiến thức đưa ra ở mức độ vừa phải, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh lớp 7. Bên cạnh đó thì cuốn sách cũng được thiết kế sử dụng nhiều bản đồ, bảng số liệu, hình ảnh, thì điều này sẽ giúp cho cuốn sách trở nên sinh động, hấp dẫn và tạo thu hút học sinh, cũng như là tạo cho các em một cái niềm yêu thích đối với môn học. Cái điểm thứ ba trong cái phương pháp biên soạn đó chính là cuốn sách được viết theo hướng mở. Kính thưa quý thầy cô, thì nếu như trước đây thì sách giáo khoa được xem là pháp lệnh mà các thầy cô phải tuân thủ một cách rất là chặt chẽ, những cái yêu cầu quy định về nội dung, về thời lượng giảng dạy ở trên lớp. Tuy nhiên thì với sách giáo khoa lần này thì các thầy cô thấy rằng là được viết theo hướng rất là mở để tạo một cái không gian sáng tạo cho các thầy cô. Ví dụ như là trong một bài quy định là 3 tiết thì các thầy cô có thể là dạy phần này, phần kia, có thể kéo dài phần này hơn, phần kia ít hơn, thì đấy là tùy thuộc vào quý thầy cô, và quý thầy cô có thể tùy thuộc vào trình độ của học sinh, phụ thuộc vào cái điều kiện, cái hoàn cảnh của địa phương để có thể thay đổi để cho phù hợp với cái điều kiện của mình. Một cái điểm mới nữa trong cái phương pháp biên soạn lần này đó là
giúp người học vận dụng để giải quyết được những vấn đề của cuộc sống thông qua những cái tình huống rất là cụ thể, thông qua những cái kỹ năng rất là cụ thể. Và tất cả những cái điểm mới về phương pháp biên soạn nêu trên thì cuốn sách giáo khoa lần này sẽ dễ dạy đối với giáo viên và dễ học đối với học sinh. Thì về cấu trúc sách thì sách giáo khoa lịch sử địa lý 7 được cấu trúc theo 5 phần. Đầu tiên là phần mục lục, tiếp đến là phần hướng dẫn sử dụng sách, tiếp đến là phần nội dung, bao gồm nội dung riêng phần địa lý thì có 5 chương, và tiếp đến là phần giải thích thuật ngữ, và cuối cùng là bảng phiên âm. Thứ nhất là phần phụ lục thì được đặt ngay ở trên đầu cuốn sách, và đây là phần phụ lục của riêng phần địa lý. Các thầy cô có thể quan sát thấy bao gồm có 5 chương, đúng không ạ? Và cái chủ đề chung của phần lịch sử và phần địa lý. Thì phần mục lục sẽ giúp cho giáo viên, học sinh, những người đọc thì có những cái nhìn rất là khái quát về nội dung của toàn bộ cái phần địa lý cũng như là có các cái chủ đề chung. Thứ hai là về phần hướng dẫn sử dụng sách. Thế thì trong cuốn sách lần này sẽ được thiết kế mỗi một phần như là phần mở đầu, phần mục tiêu bài học hay là phần tuyến phụ, hình thành kiến thức mới, phần luyện tập vận dụng thì đều được sử dụng các cái biểu tượng. Và vì thế mà trong cái phần này thì cái phần hướng dẫn sử dụng sách đưa ra để mà các thầy cô làm và học sinh có thể làm quen để khi mà sử dụng sách được dễ dàng hơn. Thế thì tiếp theo, phần đổi mới tiếp theo là phần đổi mới về cấu trúc bài học. Kính thưa quý thầy cô, thế thì mỗi một bài học ở trong phần địa lý hay là trong phần lịch sử của cuốn sách này thì đều được thiết kế bao gồm có 5 phần. Thứ nhất là tên bài học, thứ hai là yêu cầu cần đạt, thứ ba là hoạt động mở đầu bài học, thứ bốn đó là hoạt động hình thành kiến thức mới, thứ năm đó là luyện tập, và thứ sáu là hoạt động vận dụng. Thế thì sáu cái bộ phận của một bài học này được thiết kế, được xem là một cái cấu trúc khá là logic, với những nội dung phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh lớp 7. Và mỗi một bài học sẽ góp phần để giải quyết một vấn đề của chương. Thế về cấu trúc và nội dung bài học thì ở đây thì tôi xin chia sẻ một cách cụ thể hơn về cái phần nội dung của một bài học. Thế thì một bài học sẽ bao gồm có 5 phần. Thế thì thứ nhất là tên bài học thì các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây, dụ như là ở đây là bài 16, tên bài là đặc điểm tự nhiên chung và Nam Mỹ. Tiếp đến là cái phần những cái yêu cầu cần đạt, đó chính là những cái kỹ năng, những cái yêu cầu về mặt kiến thức, về kỹ năng, về năng lực và thái độ mà học sinh cần phải được cần phải đạt được sau khi học xong bài học. Tiếp đến là phần mở đầu, thì phần mở đầu chính là cái phần để mà kết nối những điều học sinh đã biết, nêu vấn đề để nhằm kích thích tư duy và tạo hứng thú cho học sinh đối với bài học mới. Một nội dung rất là quan trọng trong bài học đó chính là cái hoạt động hình thành kiến thức mới. Thì bao gồm các mục, thì một bài học có thể là có một, có 2-3 mục hoặc thậm chí là có thể nhiều hơn. Thế thì trong cái phần hình thành kiến thức mới này thì với các nội dung thì được thiết kế bao gồm có cả kênh hình, kênh chữ, và qua các hoạt động học tập thì để giúp học sinh khai thác tiếp nhận kiến thức mới. Thì bên cạnh cái tuyến chính như vậy thì ở đây còn có một cái phần tuyến phụ, nó thể hiện được ở chỗ cái phần ở cái phần đó là em có biết. Thế thì đây là những cái thông tin hỗ trợ bổ sung và có tính liên môn để nhằm làm rõ hơn những cái nội dung chính. Thì phần tiếp theo của bài học đó là phần luyện tập. Các thầy cô có thể nhìn thấy ở phần phía dưới này ạ, đúng không ạ? Luyện tập và vận dụng. Thì ở đây phần luyện tập chính là các câu hỏi, các cái bài tập thực hành để củng cố kiến thức, rèn luyện các kỹ năng gắn liền với kiến thức đã học. Và phần cuối cùng đó là phần vận dụng, là yêu cầu là sử dụng các cái kiến thức, kỹ năng đã học để mà giải quyết các cái tình huống, các cái vấn đề trong thực tiễn. Thế thì ngoài những cái phần trên thì trong mỗi bài học thì các thầy cô có thể nhìn thấy là có hệ thống các câu hỏi, mỗi một mục sẽ có một hệ thống các câu hỏi. Thì đối với các câu hỏi này thì giáo viên có thể dựa vào đó để tổ chức các cái hoạt động học cho học sinh, và học sinh cũng có thể dựa vào các câu hỏi để có thể là tự học dưới sự hướng dẫn của giáo
Về cái bảng tra cứu thuật ngữ thì với cái bảng tra cứu thuật ngữ này thì sẽ giúp học sinh nhớ lại và nắm bắt lại những cái kiến thức cơ bản thông qua các cái thuật ngữ được giải thích một cách cơ bản, ngắn gọn, chính xác. Và đồng thời thì đó cũng là những cái gợi ý để các em tra cứu thêm những nội dung liên quan trong các cái sách khác hay là trên internet để mà mở rộng kiến thức. Ví dụ như ở đây thì các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây các cái khái niệm như là bán đảo như ở trang 96 được giải thích là bộ phận đất liền nhô ra biển hoặc đại dương có ba mặt tiếp giáp với nước, còn một mặt gắn với lục địa. Thì trên cơ sở những cái bảng thuật ngữ này thì cũng sẽ giúp cho học sinh có thể tìm tòi khám phá ra những cái kiến thức mới, những kiến thức liên quan và những cái kiến thức bổ sung mở rộng hơn. Tiếp đến là cái bảng phiên âm. Thế thì bảng phiên âm ở đây thì là đó là tên riêng tiếng nước ngoài, đồng thời được phiên âm sang tiếng Việt để đọc theo cái phiên âm tiếng Việt. Và có thể trong cái bảng này thì các có thể ghi rõ cái số trang trong sách giáo khoa mà các tên riêng đó xuất hiện để giáo viên và học sinh dễ dàng tra cứu. Ví dụ như là các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây cái từ phiên âm Aconcagua mà viết nguyên tên tiếng Anh đúng không ạ? Và có thể tìm thấy ở trang 140. Thì đây là một cái ngọn núi cao nhất ở khu vực Nam Mỹ. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái từ khác. Thì ở đây cái phần phiên âm được viết, phiên âm ra tiếng được viết, và đồng thời cái nguyên ngữ, tức là cái ngôn ngữ ở đây là từ tiếng Anh, thì học sinh có thể dựa vào đây có thể tra cứu những cái thuật ngữ này ở trên internet để tìm hiểu thêm về cái họ ngọn núi Aconcagua thì nó như thế nào, độ cao bao nhiêu đúng không ạ, và nó nằm ở cái vị trí nào của Nam Mỹ. Thì học sinh có thể hoàn toàn dựa vào đây và có thể tra cứu thêm. Thì bên cạnh những cái đổi mới thì về cấu trúc bài học, về quan điểm biên soạn, thì trong thiết kế lần này thì còn có sự đổi mới về hình thức thiết kế và hình ảnh. Thế thì ở đây thì cuốn sách được thiết kế khá là đẹp với bốn màu, màu sắc thì phù hợp với tâm lý thị giác của học sinh, và nó khiến cho cuốn sách trở nên rất là sinh động, hấp dẫn và khiến cho tạo nên một cái niềm yêu thích đối với môn học, đối với học sinh. Thứ hai đó là cái cách thiết kế rất là logic, thống nhất nhưng mà vẫn thể hiện sự đa dạng giữa các bài học. Điểm thứ ba về hình thức thiết kế đó chính là hình ảnh được lựa chọn một cách kỹ lưỡng, phù hợp với nội dung bài học và đều có bản quyền. Và cái điểm thứ tư đó chính là rất nhiều những cái hình ảnh ở trong sách được sử dụng để nhằm khai thác kiến thức, hình thành kiến thức cho học sinh, đồng thời rèn luyện các kỹ năng, và bên cạnh đó thì cũng có những hình ảnh để mang tính chất minh họa. Ví dụ như các thầy cô có thể thấy ở đây, bên cạnh đây chính là bản đồ ở lục địa Australia đúng không ạ? Và dựa trên cái bản đồ này thì học sinh có thể khai thác được rất nhiều những cái kiến thức liên quan đến bài học ở trong cái bài lục địa Australia. Hay là sinh vật thì ở đây có các cái hình ảnh về con kangaroo hay là những cái cây bạch đàn. Đấy là những cái loài sinh vật khá là đặc trưng của cái lục địa Australia. Xin giới thiệu với quý thầy cô về cái hệ tài nguyên trực tuyến. Kính thưa quý thầy cô, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì luôn luôn có những chính sách hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình giảng dạy. Vì thế mà đã đưa lên hệ thống, đã đưa lên các website, hai website đó là tập huấn.nhasuatbangiaosduc.vn, hành trang số.nhasuatbangiaosduc.vn, rất nhiều các cái nguồn tài nguyên như là giới thiệu sách, hướng dẫn sử dụng sách, các cái ma trận, kiến thức, kỹ năng, rồi thì phân phối chương trình, rồi kế hoạch giảng dạy tham khảo, tài liệu tập huấn, rồi video giới thiệu bộ bộ môn, video minh họa, tiết dạy minh họa, video phân tích, tiết dạy minh họa. Và bên cạnh đó thì ở góc hỗ trợ thì nhà xuất bản cũng như tập thể các tác giả luôn luôn ghi nhận các góp ý của các quý thầy cô được chuyển đến ban biên tập để tham khảo, phản biện và chỉnh sửa. Và đồng thời thì trong suốt quá trình dạy học thì có sự kết nối tập huấn giữa giáo viên với tác giả,
chủ biên, tổng chủ biên các môn học và đồng thời hỗ trợ phát hành và công tác thư viện. Thế thì một trong những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô đó chính là những cái ưu điểm của sách đối với giáo viên. Thế thì với những cái điểm mới về phương pháp quan điểm biên soạn, về phương pháp biên soạn, về cấu trúc sách thì có thể nói là những cái nội dung dạy học thì đã khiến cho giáo viên có thể dễ dàng tổ chức dạy học mỗi bài học thông qua một chuỗi các hoạt động được thiết kế trong sách. Và thứ hai nữa là cũng dựa theo cấu trúc và nội dung từng bài thì giáo viên có thể dễ dàng thiết kế soạn giáo án, xây dựng và thực thi các kế hoạch dạy học. Bên cạnh đó thì ưu điểm về phương pháp dạy học thì với cái việc thiết kế các cái nội dung rồi thì hỗ trợ rất nhiều các cái hình ảnh rồi các cái bản đồ số liệu, bảng số liệu thì đã tạo cơ hội thuận lợi cho giáo viên sử dụng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo các cái phương pháp tích cực và vì thế mà giúp giáo viên có thể dễ dàng đổi mới cái phương pháp dạy học theo yêu cầu hiện nay. Một cái điểm mới, một cái ưu điểm nữa đó là sách giáo khoa dễ sử dụng với cái tính chất kế thừa sách giáo khoa hiện hành và đồng thời bám sát cái thực tiễn. Ngoài ra thì còn có sự đồng bộ của sách giáo khoa, sách giáo viên và sách bài tập. Bên cạnh, bởi vì bên cạnh cái bên cạnh cuốn sách giáo khoa thì tập thể tác giả cũng như nhà xuất bản cũng đã xây dựng và thiết kế sách giáo viên và sách bài tập. Vì thế mà dựa trên đó thì giáo viên có thể dễ dàng phát huy cái kinh nghiệm cũng như là năng lực chuyên môn trong quá trình dạy học. Bởi vậy mà cái cuốn sách giáo khoa lần này đối với phần địa lý thì có thể nói là có rất nhiều cái ưu điểm trong việc dạy học đối với giáo viên. Thì bên cạnh đó thì cuốn sách cũng có nhiều ưu điểm đối với việc học của học sinh. Thứ nhất là đó là cuốn sách rất là hấp dẫn. Thế thì ở đây thì có thể nói là cái việc thiết kế sách giáo khoa lần này thì đã các kiến thức được truyền tải thông qua những cái tình huống hấp dẫn, gần gũi để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Và đồng thời thì học sinh cũng được chủ động tham gia khám phá, hình thành, thực hành và vận dụng những kiến thức thông qua một chuỗi các hoạt động. Vì thế mà nó thu hút học sinh, đồng thời là tạo cho học sinh cái việc học tập một cách rất là tích cực. Về phương pháp học tập thì các hoạt động được thiết kế một cách khoa học và giúp học sinh dễ dàng tiếp cận những cái kiến thức mới, có cơ hội để rèn luyện các cái kỹ năng để hình thành và phát triển năng lực của học sinh. Một cái điểm nữa đó là cuốn sách thì rất dễ sử dụng. Cuốn sách đã chú trọng tạo cơ hội cho học sinh được kết nối, vận dụng kiến thức được học vào trong cuộc sống. Vì thế mà nó có thể gợi mở và truyền cảm hứng sáng tạo đối với học sinh. Thì thưa quý thầy cô, cái nội dung thứ hai tôi muốn giới thiệu trong cái buổi chiều ngày hôm nay đó chính là cái phần tìm hiểu về nội dung phần địa lý. Thế thì có thể nói là so với cái chương trình môn học hiện hành thì chương trình 2018 có rất nhiều cái điểm khác biệt. Thứ nhất là về thời lượng thì như các thầy cô đã biết là các thầy cô đang dạy cái dạy môn địa lý ở lớp 7 thì hiện nay là các thầy cô đang dạy trong trong khoảng thời gian là 70 tiết. Thế còn trong chương trình năm học trong chương trình lớp 7 tới đây, năm học tới này thì cái chương trình thời lượng chương trình nó chỉ rút xuống chỉ còn có 49 tiết. Thế còn về nội dung thì lâu nay thì các thầy cô cũng đã rất là quen với cái nội dung của chương trình lớp 7, ngoại địa lý lớp 7 thì bao gồm có 3 phần lớn. Phần thứ nhất đó là thành phần nhân văn của môi trường, phần thứ hai đó là các cái môi trường địa lý và hoạt động kinh tế của con người, phần thứ ba đó là thiên nhiên và con người ở các châu lục thì bao gồm có phần về vị trí địa lý, về giới hạn, về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư, xã hội, đặc điểm kinh tế các khu vực. Thế còn riêng tức là
Chúng ta đã ở phần thứ ba này thì các quý thầy cô đã dạy 5 châu lục đúng không ạ? Riêng đối với châu Á thì lại được đưa sang chương trình lớp 8. Thế còn đối với cái chương trình lớp 7 của năm 2018 thì tập trung tất cả vào cái phần địa lý các châu lục. Các thầy cô sẽ dạy toàn bộ 6 châu lục ở trong cái chương trình lớp 7 này, và mỗi một châu lục thì sẽ bao gồm các cái nội dung chủ yếu, đó là phần vị trí địa lý, phạm vi, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên. Thế thì so với cái chương trình như vậy, là so với chương trình hiện hành thì chương trình 2018 đã có rất nhiều điểm mới, và sau đây thì tôi cũng sẽ đi vào những cái nội dung và những cái điểm mới của từng cái châu lục cụ thể. Thứ nhất là đối với chương 1 là châu Âu. Trong chương 1 châu Âu thì các cái nội dung chính bao gồm có phần vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Thế thì ở đây phần ở đặc điểm tự nhiên thì chúng ta đề cập đến cả cái phần về địa hình, về khí hậu, về các đối thiên nhiên. Nội dung thứ hai là về đặc điểm dân cư xã hội châu Âu. Nội dung thứ ba là phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Và trong chương châu Âu thì đã dành một bài học để các thầy cô dạy và các học sinh học về Liên minh châu Âu. Thế thì so với cái chương trình hiện hành thì cái nội dung mới thay đổi ở trong cái chương châu Âu này thì bao gồm có những nội dung. Thứ nhất đó là phần di cư ở châu Âu. Thì đây là cái nội dung lần đầu tiên được đề cập đến ở trong chương trình 2018 lần này. Cái điểm mới thứ hai của chương châu Âu đó chính là cái phần phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Thế thì ở trong phần này thì đề cập đến những cái vấn đề mang tính chất rất là nổi trội ở khu vực châu Âu, ví dụ như là vấn đề bảo vệ môi trường không khí, vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, vấn đề bảo vệ nguồn nước, vân vân. Thì đối với chương thứ hai là chương châu Á, thì đối với chương châu Á thì các cái nội dung chính ở đây sẽ là vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Á, và nội dung thứ hai là đặc điểm dân cư xã hội châu Á, và nội dung thứ ba là bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á. Thế thì đối với các châu lục, đối với toàn bộ 6 châu lục thì chỉ riêng cái phần châu Á là có phần các khu vực ạ. Và vì thế mà ở phần châu Á này thì cái thời lượng học thì cũng nhiều hơn so với các châu lục khác. Thì bên cạnh những cái nội dung chính đó thì ở phần châu Á lần này thì đã có một số cái điểm thay đổi như sau ạ. Thứ nhất là thay đổi về ranh giới, phạm vi các khu vực. Thế thì nếu như mà ở cái phần chương trình lớp 8 học về phần châu Á của cái chương trình 2006 thì các khu vực được phân chia ra thành Bắc Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Nam Á. Thế thì trong trường lần này thì người ta không phân chia thành khu vực Tây Nam Á nữa, mà người ta chỉ chia ra phần Tây Á thôi. Và như vậy là hai quốc gia là Iran và Afghanistan trước đây thì nó thuộc về Tây Nam Á thì bây giờ đã được cắt sang và đưa sang cái phần Nam Á. Thì đây là một cái sự thay đổi mà theo cái quy định mới của Liên Hợp Quốc. Vì vậy mà các thầy cô cũng rất là chú ý. Trong cái phần châu Á lần này thì dành một thời lượng để tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở của châu Á. Thế thì cái bài học ở cái bài 8 này thì sẽ cho học sinh tìm hiểu những cái nội tìm hiểu về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Đấy là những cái nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á. Và dưới dạng là thiết kế thành một cái bài thực hành, và chủ yếu là giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh
để mà tìm hiểu và viết báo cáo về nền kinh tế của một trong các quốc gia này. Thế thì ở đây có thể giáo viên có thể cho học sinh lựa chọn một trong những quốc gia này và cho học sinh hướng dẫn cho học sinh để học sinh có thể dựa trên cái hiểu biết của mình, đồng thời là có thể là sưu tầm các cái tài liệu và vì vậy được viết về nền kinh tế với cái nội dung chính đó là các thông tin về quá trình phát triển, về hiện trạng nền kinh tế, rồi thì nguyên nhân phát triển cũng như là những cái bài học được rút ra. Thế thì đây là một cái nội dung rất là mới trong cái chương trình lần này ở khu vực châu Á. Đối với phần chương thứ ba là phần châu Phi thì các cái nội dung chính của châu Phi của trên châu Phi thì bao gồm có vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Phi, đặc điểm về dân cư, xã hội châu Phi, phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi. Phần thực hành thì có tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi. Thế thì đối với cái chương 3 ở phần châu Phi này thì cũng có những cái nội dung mới thay đổi. Ví dụ như là ở phần sông Hồ, đúng không ạ? Ở cái phần chương trình hiện hành là không có cái nội dung này, đúng không ạ? Và lần này thì đưa vào. Tiếp theo nữa là cái vấn đề về môi trường trong sử dụng thiên nhiên, nạn đói, di tích lịch sử ở châu Phi. Thế thì đặc biệt là lần này thì cái phần di sản lịch sử ở châu Phi thì có thể nói là đã đưa vào ở đây, bởi vì chúng ta biết là châu Phi cũng là một châu lục được hình thành từ rất là sớm và hiện nay thì vẫn còn rất nhiều những cái di sản nổi tiếng cũng như là có giá trị rất lớn về văn hóa lịch sử, đặc biệt là như là kim tự tháp, đúng không ạ, là một trong cái bảy kỳ quan thế giới cổ đại, và cũng là cái kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế mà cái phần di sản lịch sử đã được đưa thêm vào trong lần này. Một cái nội dung mới nữa ở trong phần châu Phi đó là cái phần phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi. Thế thì chúng ta thấy rằng là đối với châu Phi thì cái vấn đề khai thác và sử dụng thiên nhiên thì nó cũng đóng một vai trò hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Và vì vậy mà ở đây các cái nội dung của phần này thì đưa ra bốn cái nội dung, đó là khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các cái môi trường bao gồm có môi trường xích đạo, môi trường nhiệt đới, môi trường cận nhiệt và môi trường hoang mạc. Thì bởi vì là mỗi một cái đặc trưng của việc khai thác sử dụng các cái môi trường này nó có cái điểm rất là khác biệt và nó cũng tạo nên cái sự phân hóa trong cái thiên nhiên dựa vào cái điều kiện thiên nhiên ở khu vực châu Phi. Thế thì một trong những cái điểm khác biệt lần này ở phần châu Phi đó là đã dành một cái bài học cho cái phần tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi, giống như là một cái trường hợp điển hình, một điển hình ở khu vực châu Phi. Và cũng giống như ở châu Á thì ở trong cái bài tìm hiểu về khái quát của Cộng hòa Nam Phi lần này thì cũng được thiết kế dưới dạng là một bài thực hành. Thì ở đây thì dưới dạng là giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện cái bài học này. Đặc biệt là ở đây là học sinh có thể lựa chọn một số các cái vấn đề, một số các cái sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi, ví dụ như là quá trình thành lập nước Cộng hòa Nam Phi, hay là khi chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, hay là tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn một trong các cái nội dung đó và giáo viên có thể gợi ý cho học sinh những cái nguồn tài liệu mà học sinh có thể tìm kiếm, khai thác và sau đó thì từ đó thì học sinh có thể lựa chọn xử lý thông tin, xử lý hình ảnh, tư liệu và để trình bày thành một cái bài báo cáo và có thể trình bày ở trên lớp hoặc là nộp cho giáo viên. Chương thứ 4 là chương châu Mỹ. Thế thì ở đây thì các cái nội dung chính của châu Mỹ thì bao gồm có phạm vi vị trí địa lý,
phạm vi lãnh thổ châu Mỹ, sự phát triển ra châu Mỹ. Đặc điểm tự nhiên của Bắc Mỹ thì bao gồm có đặc điểm về địa hình, về khí hậu, về sông ngòi, về các đới thiên nhiên. Bên cạnh đó thì các em học sinh cũng được tìm hiểu về đặc điểm dân cư, xã hội của Bắc Mỹ, tìm hiểu về phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ. Bên cạnh đó thì học sinh cũng được nghiên cứu về cái đặc điểm tự nhiên ở phần ở Trung và Nam Mỹ, đặc điểm dân cư xã hội ở Trung và Nam Mỹ và vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng ở Amazon. Thế thì một trong những cái điểm mới về nội dung lần này của Trung Châu Mỹ đó là cái nội dung về sự phát kiến ra châu Mỹ. Thế thì cái việc tìm hiểu về sự phát kiến ra châu Mỹ ở đây thì khác với ở cái phần lịch sử, đó là chúng ta không đi vào cái việc tìm hiểu cái tiến trình của cái cuộc công cuộc tìm ra châu Mỹ của Colombo, mà chúng ta tập trung chủ yếu là vào cái hệ quả địa lý lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ. Thì đây là một cái nội dung rất là mới, lần đầu tiên được đề cập đến trong cái chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là chương trình trung học cơ sở. Thế thì và một cái điểm nữa đó là có thể là một phần của cái nội dung này thì cũng đã được trình bày ở trong cái phần các cuộc phát kiến địa lý ở phần lớp 6, cũng như là trong cái chủ đề chung ở cái phần lớp 7, đó là cái chủ đề về các cuộc phát kiến địa lý. Tuy nhiên thì ở đây trong cái nội dung về hệ quả địa lý lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ, trong cái bài học trong cái phần chương châu Mỹ này thì chúng ta tập trung vào cái hệ quả về địa lý lịch sử, tức là cái ý nghĩa địa lý lịch sử của cái việc phát kiến ra cái châu lục mới. Đây là cái điểm rất là mới của phần châu Mỹ. Một cái nội dung mới nữa ở phần châu Mỹ đó là phần sông hồ và các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. Thế thì đối với phần sông hồ thì các thầy cô cũng biết là Bắc Mỹ cũng là một trong những cái khu vực mà cái hệ thống sông hồ rất là phát triển, đúng không ạ? Đó là, nên là cái hệ thống sông Mississippi hay là hệ thống ngũ hồ là một trong cái khu vực mà có cái trữ lượng nước ngọt rất là lớn ở trên thế giới. Và chính vì thế mà trong sức khỏe lần này thì trong chương trình thì cũng đã đưa vào và chúng tôi cũng cố gắng là để làm nổi bật những cái nét tiêu biểu về cái sông hồ của Bắc Mỹ. Thì bên cạnh đó thì một cái đặc điểm tự nhiên mới nữa đó là cái đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. Thế thì các cái đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ thì chủ yếu tập trung vào ba cái đới chính, đúng không ạ? Đó là đới lạnh, đới ôn hòa, còn một cái phần nhỏ hai đới chính đó là đới lạnh và đới ôn hòa, còn một cái phần rất là nhỏ đó là cái đới nóng thì chỉ chiếm một phạm vi rất là nhỏ. Vì thế mà chúng tôi chỉ đề cập đến hai cái đới chính thôi. Một trong những cái vấn đề mà điểm mới ở Trung Châu Mỹ đó chính là cái vấn đề về nội dung về phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ. Thì Bắc Mỹ là một trong những khu vực mà có cái nguồn tài nguyên rất là giàu có, và cái việc khai thác cái nguồn tài nguyên này thì nó cũng góp phần rất là lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên lãnh thổ của Bắc Mỹ. Tuy nhiên thì cái việc mà khai thác các cái nguồn tài nguyên này thì ở một mức độ nào đó thì nó cũng đã ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cái chất lượng môi trường ở các khu vực này. Và các nước ở Bắc Mỹ thì cũng đã có rất nhiều cái phương thức để mà khai thác một cách bền vững, và có thể là một cái bài học để các cái khu vực khác có thể là học tập. Và chính vì thế mà việc tìm hiểu cái phương thức khai thác tự nhiên ở đây thì có ý nghĩa rất là quan trọng. Một trong những cái vấn đề, một trong những cái nội dung mà một cái điểm mới nữa trong cái Trung Châu Mỹ đó là cái vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng Amazon. Thế thì như quý thầy cô đã biết thì hiện nay rừng Amazon là một cái hệ sinh thái rừng nhiệt đới
có diện tích rất là lớn, đúng không ạ? Và được xem là cái lá phổi xanh của thế giới, và góp phần rất quan trọng trong việc cân bằng sinh thái toàn cầu. Thế thì tuy nhiên thì những năm gần đây thì rừng Amazon đã bị suy giảm rất là nhanh về diện tích, do cả cái vấn đề do những cái nguyên nhân về tự nhiên cũng như là nguyên nhân về của con người. Những nguyên nhân về tự nhiên như là vấn đề cháy rừng, hay là những cái nguyên nhân về do con người như là vấn đề khai thác sử dụng một cách bất hợp lý. Và bởi vậy mà cái vấn đề khai thác sử dụng bảo vệ rừng Amazon cũng được xem là một cái vấn đề phải nói là có thể nói là rất là quan trọng. Chính bởi vậy mà trong các sách giáo khoa lần này thì cũng đã được đưa vào để nhằm cái mục đích là cho học sinh tìm hiểu và đồng thời giáo dục cho học sinh tinh thần và cái tình yêu đối với cái nguồn tài nguyên cũng như là cái ý thức để bảo vệ môi trường. Chương thứ 5 là châu đại dương và châu nam cực. Thì nội dung đối với hai châu lục là châu đại dương và châu nam cực thì được gộp lại thành một chương, đó là chương 5. Thế thì trong cuốn sách giáo khoa lần này thì các cái nội dung chính của châu đại dương và châu nam cực bao gồm có thứ nhất là vị trí địa lý, phạm vi châu đại dương. Thứ hai là đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Australia. Cái nội dung thứ ba là một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở lục địa Australia. Nội dung thứ năm, thứ tư đó chính là vị trí địa lý của châu Nam Cực. Thứ năm đó chính là lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực và cái kịch bản về sự biến đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. Thì trong số những nội dung chính này thì những cái nội dung mới thay đổi ở cái phần lục địa Australia, ở cái châu Australia và châu Nam Cực, đó là một số vấn đề về lịch sử và văn hóa của Australia, phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia. Một cái điểm nữa đó chính là cái kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên của châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. Thì như quý thầy cô đã biết, hiện nay thì vấn đề biến đổi khí hậu đang là một cái vấn đề rất là nổi cộng và thu hút sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Thế thì châu Nam Cực với cái đặc điểm rất là đặc biệt đó là cấu tạo tất cả đều là do băng. Bởi vậy mà cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với cái xu hướng là nhiệt độ tăng lên thì đã làm cho băng ở các cái vùng cực, trong đó có khu vực châu Nam Cực đã tan ra, và điều đó thì đã có cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái môi trường cũng như là đến khí hậu toàn cầu cũng như là mực nước biển ở trên các biển ở đại dương. Và bởi vậy mà một cái bức tranh về châu Nam Cực trong tương lai theo các kịch bản về biến đổi khí hậu đã được đưa ra, và điều đó thì nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái điều kiện hiện nay. Thế nên như vậy là tôi đã chia sẻ với quý thầy cô toàn bộ những cái phần về những cái nội dung của chương trình sách giáo khoa lịch sử địa lý 7 của phần địa lý. Thế thì bây giờ thì quý thầy cô có câu hỏi hay là có những vấn đề gì cần chia sẻ thì chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với quý thầy cô thêm ạ. Vâng, xin mời quý thầy cô ạ. Vâng ạ, có quý thầy cô có câu hỏi gì về cái phần nội dung cũng như là điểm mới ở trong cái các cái châu lục của phần địa lý không ạ?
tôi cũng đã nhận được cái tín hiệu của các thầy cô, đó là các thầy cô cũng nói là rất là rõ ràng rồi. Và thế này cũng rất là mong là quý thầy cô có thể là nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, đúng không ạ? Và một lát nữa thì sau khi cái giải lao xong ạ, nếu mà quý thầy cô có câu hỏi gì thì quý thầy cô cũng có thể là đưa ra để chúng tôi có thể chia sẻ một cách kỹ lưỡng hơn, hoặc là có thể giải đáp những thắc mắc và những cái câu hỏi của quý thầy cô ạ. Quý thầy cô cứ yên tâm, đó là một lát nữa thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn quý thầy cô một cái bài học cụ thể, thì lát nữa ở phần sau ạ. Và quý thầy cô cứ yên tâm như vậy ạ. Có thầy cô hỏi là cái phần chủ đề chung, đó là môn lịch sử chủ đề chung ạ. Đó là phần hai chủ đề, đó là các cuộc phát kiến địa lý và chủ đề đô thị lịch sử và hiện đại ạ. Thế thì cái chủ đề này thì thầy cô có hỏi là ai sẽ, giáo viên lịch sử hay giáo viên địa lý sẽ dạy cái phần này. Thế thì thưa quý thầy cô là cái điều này thì tôi nghĩ rằng là sẽ phụ thuộc vào từng cái phân công chuyên môn của tổ bộ của bộ môn ở các trường ạ. Thế thì và tôi nghĩ rằng là trong với hai cái chủ đề với những cái kiến thức liên môn giữa lịch sử và địa lý thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có thể dạy được ạ. Và vì thế mà nó tùy thuộc vào cái sự phân công của các trường và của tổ chuyên môn ở các trường, vâng ạ. Dạ, của quý thầy cô có hỏi là tại sao khu vực Iran và Afghanistan lại cắt về khu vực Nam Á, đúng không ạ? Trước đây thì trong cái sách giáo khoa, trong cái chương trình hiện hành ở lớp 8 thì đưa về khu vực Nam Á. Thế thì cái này thì theo tôi được biết thì đấy là do cái quy định của mới của Liên Hợp Quốc, họ phân chia các cái khu vực ở khu vực châu Á đó ạ. Và cũng có và tôi cũng nhận được câu hỏi, đó chính là có thầy cô hỏi là cái phương thức con người khai thác. Có câu hỏi đó là phương thức con người khai thác chính là các ngành kinh tế, có đúng không? Thì tôi xin chia sẻ với quý thầy cô như này ạ. Trước đây thì ở cái phần chương trình lớp 7 hiện hành, chương trình lớp 7 hiện hành ạ, thì các thầy cô dạy về các châu lục, thì các châu lục thì có đều phần rất là nhiều cái nội dung về phần kinh tế xã hội, bao gồm có cả các thầy cô dạy cả cái phần về kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ vân vân, có đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong cái chương trình 2018 lần này thì ở đây chỉ đề cập đến cái phương thức con người khai thác tự nhiên thôi, tức là nó không phải hoàn toàn là về kinh tế đâu ạ. Và ví dụ như là với một cái nguồn tài nguyên chẳng hạn như là phương thức con người khai thác tài nguyên ở Bắc Mỹ chẳng hạn, thì sẽ được phân ra là khai thác tài nguyên đất thì như thế nào, tài nguyên khoáng sản thì như thế nào, tài nguyên rừng thì như thế nào ạ. Và như vậy là khai thác ở đây không phải là, đương nhiên là khai thác để phục vụ các cái mục đích, ví dụ như là tài nguyên đất thì sẽ phục vụ cho
cho phát triển nông nghiệp, đúng không ạ, cho trồng một số các cái loại cây. Tuy nhiên thì chúng ta không đi sâu vào cái việc là phân bố của nó, ví dụ như là ngô thì phân bố ở đâu, đúng không ạ, bởi vì đậu tương hay là thuốc hay là lúa mì thì phân bố ở đâu, chúng ta không đi sâu vào cái phần các cái ngành cụ thể, mà ở đây chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức là khai thác cho mục đích phát triển gì, và thứ hai là người ta đã khai thác đã khai thác như thế nào, đúng không ạ. Ví dụ như là ở Bắc Mỹ thì để mà phát triển bền vững thì người ta đã có rất là nhiều cái phương thức, ví dụ như là người ta thâm canh, gọi là gì nhỉ, phát triển một cái nền nông nghiệp xanh này, đúng không ạ. Ví dụ như là nền nông nghiệp là sử dụng rất là nhiều máy móc khoa học kỹ thuật này, đúng không ạ, và sử dụng thâm canh, tức là để mà trồng rất là nhiều những cái loại những cái cây trồng để mà vừa là tăng hiệu quả sử dụng đất đai, đồng thời lại phải có cái biện pháp vừa bảo vệ nữa, hay là sử dụng nguồn nước chẳng hạn, hay là ví dụ như phương thức sử dụng nguồn nước ở Bắc Mỹ chẳng hạn, như là cái nguồn nước ngọt ở khu vực hồ lớn hay nguồn nước ngọt ở các hệ thống sông ấy, thì ở đây người ta sử dụng người ta khai thác bằng cách là gì, khai thác hiệu quả bằng cách là sử dụng tổng hợp, tức là ví dụ như là cho rất nhiều các cái mục đích khác nhau, có thể cho phát triển nông nghiệp này, đúng không ạ, dùng để tưới cây, dùng để tưới tiêu này, rồi thì cho hoạt động giao thông vận tải này, đúng không ạ, rồi thậm chí là cho du lịch này, đúng không ạ, các cái cảnh quan ở các cái sông hồ nó cũng tạo nên những cái cảnh quan du lịch rất là đẹp, ví dụ như khu vực hồ thác nước, các cái thác nước ở khu vực Ngũ Hồ chẳng hạn, đúng không ạ, phát triển du lịch này, rồi thì thậm chí là có thể là dùng để nuôi trồng thủy sản, đúng không ạ, thì đấy là một cái phương thức khai thác tổng hợp ấy, nó sẽ đem lại một cái hiệu quả, đúng không ạ, đồng thời vừa là khai thác vừa là có cái biện pháp bảo vệ, chứ còn không hẳn là về kinh tế một cách cụ thể, đúng không ạ. Vâng. Có thầy cô hỏi là với cái tổng số tiết là 105 tiết thì môn địa lý là bao nhiêu tiết, môn lịch sử là bao nhiêu tiết và phần chủ đề chung là bao nhiêu tiết. Cái này thì sau này sẽ có một hướng dẫn rất là cụ thể ở trong chương trình, cũng như là trong sách giáo viên, thì quý thầy cô cứ yên tâm ạ, đó là phân chia một cách rất là hợp lý giữa lịch sử địa lý cũng như là dành những số tiết nhất định để cho cái chủ đề chung. Hiện nay thì có thầy cô hỏi đó là ở phần châu ở lớp 7 thì cũng dạy chương châu Á, vậy thì sẽ trùng lập với chương trình lớp 8, ở cơ sở chúng em sẽ cắt nội dung châu Á ở lớp 8 đi và bố trí lại được không ạ? Thế thì quý thầy cô lưu ý là năm nay mới là năm thực hiện của chương trình lớp 7. Đấy, vì vì thế mà quý thầy cô cứ dạy bình thường, đúng ạ? Còn lớp lớp 8 hiện nay, lớp 8 mà năm nay thì vẫn chưa học chương trình mới. Do vậy mà các thầy cô vẫn dạy bình thường theo theo cái chương trình 2006 ạ. Và vì thế mà sang năm thì cái chương trình lớp 8 của cái 2018 thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ không còn cái phần châu Á ở phần lớp 8 nữa, hoàn toàn là sẽ học về Việt Nam. Thì các thầy cô lưu ý ạ, nếu mà bởi vì năm nay quý thầy cô nào vẫn dạy lớp 7 và lớp 8 thì chúng ta vẫn dạy bình thường theo chương trình, tức là lớp 7 thì vẫn dạy cho châu Á để sang năm các em không học nữa, còn lớp 8 thì vì các em lớp 8 hiện nay thì các em vẫn thực hiện theo chương trình cũ, vì thế các em chưa được học ở phần ở phần lớp 7, cho nên các thầy cô vẫn phải dạy phần châu Á ở phần lớp 8. Vâng ạ. Vâng, có thầy cô thì hỏi là sao các tiết ôn tập lại không có trong sách giáo khoa? Thế thì các cái tiết ôn tập ở đây sẽ là sau này sẽ được thiết kế trên cơ sở phân phối chương trình ạ. Còn trong sách giáo khoa thì chỉ có các cái bài học và bài lý thuyết cũng như là bài thực hành cũng như là cái phần các cái chủ đề chung thôi ạ. Còn sau này thì cái hướng dẫn thực hiện chương trình thì sẽ có những cái phần hướng dẫn rất là cụ thể cho quý thầy cô, trên quý thầy cô cứ yên tâm ạ. Vâng. Có thầy cô thì hỏi mẹ hỏi là dạy hai môn lịch sử và địa lý song song hay cuốn chiếu. Thế thì cái này thì có lẽ là
Tôi nghĩ rằng là sẽ theo cái hướng dẫn của từng sở giáo dục, từng phòng giáo dục ạ. Thế thì quý thầy cô và cụ thể là theo kế hoạch của từng trường nữa. Cho nên là các thầy cô cũng sẽ bám sát những cái hướng dẫn của sở cũng như là của phòng giáo dục và của trường mình công tác ạ. Quý thầy cô cũng trong cái buổi hôm nay thì cũng mong rằng là quý thầy cô sẽ tập trung vào những cái câu hỏi về sách giáo khoa, về nội dung trong sách giáo khoa. Thế còn về chương trình và thực hiện chương trình thì sau này thì các quý thầy cô sẽ có những cái hướng dẫn rất là cụ thể từ phòng giáo dục, từ sở giáo dục. Cho nên quý thầy cô cứ yên tâm ạ, không phải lo lắng gì về cái việc là dạy bao nhiêu tiết hay là dạy phần nào, dạy song song hay là dạy 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 cuốn chiếu. Thì sau này sẽ có những hướng dẫn rất là cụ thể và có lẽ là cũng sẽ là phụ thuộc vào đặc điểm của từng trường, từng sở và có thể là từng phòng giáo dục nữa ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, có quý thầy cô nào có câu hỏi về cái phần nội dung của phần nội dung cũng như là những cái điểm mới của cái chương trình lần này không ạ? Thế thì ở đây thì có một thầy cô hỏi đó là khi yêu cầu cần đạt ở mục 1 là yêu cầu tối thiểu theo chương trình 2018, còn khi soạn bài có thể nâng cao cái yêu cầu hơn nữa đối với học sinh giỏi được không ạ? Thế thì tôi xin chia sẻ như này ạ. Những cái yêu cầu cần đạt đối với mỗi bài học ở trong sách giáo khoa là đã tuân thủ theo cái yêu cầu cần đạt ở trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh, đối với chương trình địa lý lớp 7. Bởi vậy mà đây sẽ là những cái yêu cầu căn bản. Tuy nhiên thì đối với cái đối tượng học sinh đó là những em có là học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi thì giáo viên có thể yêu cầu cao hơn hay không? Thế thì theo quan điểm của cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ Ngồi rằng đây mình là xem mình chán mất những một cái yêu đống cầu mình đó nói là thì đã mình là đang. cái yêu cầu mà chương trình yêu bắt buộc vậy phải đạt được rồi. Thế còn đối với học sinh giỏi thì các thầy cô khi dạy bồi dưỡng thì có thể nâng cao hơn. Tuy nhiên thì đối với một cái tiết học bình thường, đối với một cái tiết học bình thường ở trường cho học sinh đại trà thì chỉ cần những cái yêu cầu cần đạt đó và thực ra là học sinh cũng chỉ cần đạt được những cái mức độ như vậy thì cũng đã rất là tốt rồi. Thế thì còn đương nhiên là đối với bồi dưỡng học sinh giỏi thì các thầy cô có thể yêu cầu cao hơn thì lúc đó thì chúng ta có thể thiết kế riêng đúng không? Nhờ cái phần giáo án riêng và với cái mục tiêu và cái yêu cầu cần đặt riêng.
Thì cũng có thể cô hỏi là phần địa lý lớp 7 bỏ hết cái phần kinh tế của các châu lục đúng không ạ? Thì gần như là như vậy ạ. Thế thì ở phần chương trình lớp 7 lần này thì chỉ có cái phần kinh tế, cái phần xã hội, phần dân cư xã hội thì còn đề cập đến chi tiết trong nội dung các cái phần. Còn đối với phần kinh tế thì đối với phần kinh tế ở đây thì chỉ có một số nội dung ở các châu lục. Ví dụ như là ở châu Âu thì có cái phần về Liên minh châu Âu thì đề cập đến một chút về cái phần chứng minh rằng kinh tế Liên minh châu Âu là một trong bốn một một trong những cái trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Rồi thì ở cái phần Bắc Mỹ, lục địa Bắc Mỹ thì có một cái nội dung đó chính là các trung tâm kinh tế lớn ở ở Bắc Mỹ. Thế còn đa số cái phần về kinh tế mà các thầy cô đã dạy trước đây ở cái chương trình hiện hành thì đã không còn ở trong cái chương trình này nữa. Và cái phần phương thức cùng con người khai thác thì ở chỉ mức độ là khai thác điều kiện tự nhiên để phục vụ cho các ngành kinh tế và cách thức khai thác khác nhau thôi ạ, để mà đảm bảo cái phát triển bền vững thôi, chứ còn chủ cái phần kinh tế ở đây là đã không còn nhiều nữa ạ. Thế thì ở đây thì quý thầy cô cũng có hỏi là khi dạy có cần liên hệ không cô? Thế thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái điểm ở lần này á, cái quan điểm lần này đó chính là học lịch sử và địa lý thế giới để học lịch sử và địa lý Việt Nam. Thế thì chính bởi vậy mà quý thầy cô hoàn toàn có thể là liên hệ những cái nội dung phù hợp dựa trên những cái nội dung kiến thức ở trong bài học đúng không ạ? Ví dụ như là những cái vấn đề về bảo vệ môi trường ở khai thác tài nguyên ở Bắc Mỹ như thế nào và có thể liên hệ với Việt Nam đúng không ạ? Rồi thì những cái nội dung về bảo vệ rừng chẳng hạn đúng không ạ? Thì bảo vệ rừng Amazon thì cũng hoàn toàn có thể liên hệ được với Việt Nam để cho học sinh được thấy cái sự gần gũi, bởi vì chúng ta biết là chúng ta dạy về thế giới thì nó rất là xa xôi đúng không ạ? Bởi vậy đôi khi chúng ta có thể lấy những ví dụ ở Việt Nam để cho học sinh có thể gần gũi hơn, và nó gắn với cái thực tiễn hơn, và thậm chí là trong cái phần về 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 các cái câu hỏi vận dụng ạ, bài tập vận dụng ạ, thì cũng có rất nhiều những cái bài tập mà yêu cầu học sinh liên hệ thực tiễn. Vì thế mà giáo viên có thể hoàn toàn liên hệ với thực tiễn để có thể là giúp các em hiểu sâu hơn và phát triển hơn cái năng lực của mình. Thế thì có thì cô có hỏi là cái nội dung khu vực Tây Nam Á ở lớp 8 khi dạy thì có thể điều chỉnh như sách ở địa 7 luôn không? Thế thì theo tôi thì như thế này ạ. Nếu các thầy cô vẫn đang dạy cái chương trình cũ thì các thầy cô có thể là vẫn phải đáp ứng đảm bảo là cái nội dung cái yêu cầu của cái chương trình cũ. Thế được, hoặc là các thầy cô có thể là giới thiệu cũng được, giới thiệu một chút là trước đây thì người ta phân chia như thế này và bây giờ hiện tại thì người ta đã phân chia khác rồi thì cũng được, nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ là các thầy cô cũng vẫn nên là theo những cái yêu cầu theo những cái phân chia cũ là khu vực Tây Nam Á. Còn các thầy cô có thể giới thiệu với học sinh về 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 cái việc là hiện nay thì nó đã thay đổi đúng không ạ? Thì để có học sinh có cái liên hệ đó là sau này các em vẫn đã cầm đến cái quyển sách lớp 7 thì sẽ không thấy có cái sự khác biệt mà không thấy có sự ngạc nhiên. Dạ vâng ạ, có thầy cô lại yêu cầu là chuyển lại cái phần mục lục có đúng không ạ? Cái file mục lục slide số 4 hay số 5 gì đấy, không chỉ chị. Đây. Rồi. Vâng, đây ạ, đây là cái phần mục lục các thầy cô có thể xem lại ạ.
Thế còn nội dung mới thay đổi thì có thầy cô nói là chưa không nắm được hết, cô có thể chia sẻ được không? Tức là phải 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 quay trở lại một chút phải không ạ? Dạ vâng ạ, quý thầy cô chờ một chút. Đây ạ, thứ nhất là cái điểm những cái điểm mới thay đổi về nội dung ở phần châu Âu ạ, các thầy cô có thể chú ý lại một chút ạ. Tôi sẽ chia sẻ cái phần cái điểm cái nội dung mới. Thứ nhất là ở phần châu Âu thì đó là cái phần cái nội dung mới là phần di cư ở châu Âu. Tiếp theo là phần phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Thì đây là hai cái nội dung mới ở trong phần châu Âu. Tiếp theo đối với phần châu Á thì cái điểm mới thứ nhất là thay đổi về ranh giới phạm vi các khu vực. Thì trước đây ở chương trình hiện hành mà các thầy cô dạy ở lớp 8 đấy ạ, thì cái phần các khu vực thì được phân chia ra thành là Tây Nam Á, đúng không ạ? Tây Nam Á thì khu vực Tây Nam Á đó thì sẽ bao gồm có cả lãnh thổ của phần Iran và phần Afghanistan. Tuy nhiên thì hiện nay thì trong cái chương trình lớp 7 này thì cái phần không có cái phần Tây Nam Á mà chỉ có phần Tây Á. Và vì vậy mà cái phần Iran và Afghanistan thì được chia để được gộp lại với cái phần Nam thuộc về khu vực Nam Á. Và đây là cái sự phân chia theo cái quy định của mới của Liên Hợp Quốc. Các thầy cô chú ý ạ. Tiếp theo là cái nội dung là tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á, thì sẽ tập trung vào đây là một cái bài thực hành đúng không ạ, cho học sinh tìm hiểu về một số nền kinh tế mới nổi và ở khu vực châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, và được thiết kế dưới dạng một cái bài thực hành. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tìm hiểu những cái nội dung này trên cơ sở là khai thác các cái nguồn tài liệu mà giáo viên có thể gợi ý hoặc là cho các em tìm hiểu ở trên internet qua sách báo vân vân. Thế ở châu Phi thì một số những cái nội dung mới như là vấn đề như là đặc điểm về sông hồ, vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên, hay là vấn đề về nạn đói, di sản lịch sử ở châu Phi. Rồi vấn đề về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi, và một cái bài thực hành đó là tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi. Thì cũng giống như ở cái phần châu Á thì ở phần này thì giáo viên cũng hướng dẫn học sinh thông qua các cái tài liệu khai thác được ở sách báo internet, rồi thì có thể là chọn một lựa chọn một vấn đề về Cộng hòa Nam Phi, ví dụ như là quá trình thành lập Cộng hòa Nam Phi, chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, hay là tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Thì đối với châu Mỹ thì cái nội dung mới đó là sự phát kiến ra châu Mỹ, thì ở đây chúng ta tập trung chủ yếu vào cái phần là hệ quả địa lý lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ, chứ chúng ta không đi sâu vào phần tiến trình của cái cuộc phát kiến này. Tiếp theo là phần sông hồ và các đới thiên nhiên ở châu Mỹ, ở Bắc Mỹ, phần phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ, và một nội dung nữa đó là khai thác sử dụng và bảo vệ rừng Amazon. Tiếp theo đó là cái phần về nội dung mới ở phần châu Nam Cực và Australia, thì đó là một số vấn đề về lịch sử và văn hóa của Australia, phương thức con người khai thác sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia, kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. Vâng, thì đấy là tôi xin nhắc lại một số những cái nội dung về những điểm mới trong nội dung của các cái châu lục, thì các thầy cô có thể là tìm hiểu thêm. Dạ vâng ạ. Thế thì có quý thầy cô nào có câu hỏi về phần này nữa không ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ các quý thầy cô sẽ giải lao khoảng 15 phút ạ, 15 đến 20 phút.
Thế thì trong thời gian này các thầy cô có thể trao đổi thảo luận, và nếu như mà có câu hỏi gì thêm thì các thầy cô có thể nhắn vào phần khung chat và tôi có thể chia sẻ thêm với quý thầy cô ạ. Lớp 7 dạy chương trình châu Á vậy sẽ trùng lặp với chương trình lớp 8. Ở cơ sở chúng em sẽ cắt nội dung châu Á ở lớp 8 đi và bố trí lại được không ạ? Thế thì câu hỏi này thì tôi đã trả lời rồi ạ, và cũng xin nhắc lại với quý thầy cô đó là chương trình lớp 8 hiện nay thì vẫn đang học theo chương trình cũ, tức là chương trình 2016 chương trình 2006. Chính vì thế mà quý thầy cô vẫn phải đảm bảo đủ theo những quy định, đó là phần địa lý lớp 8, phần chương châu Á vẫn phải được dạy một cách bình thường ạ. Thế còn đối với học sinh lớp 7 năm nay học chương trình châu Á thì sang năm các em sẽ học cái chương trình 2018 của cái chương trình này, thì khi đó thì lớp 8 sẽ không còn ở cái phần địa lý các châu lục nữa mà hoàn toàn là địa lý Việt Nam. Chính vì thế mà các thầy cô lưu ý là các thầy cô không thể cắt được cái chương trình lớp cái phần chương châu Á ở cái phần lớp 8 đâu ạ. Bởi vì lớp 8 thực hiện theo chương trình cũ, các thầy cô vẫn phải đảm bảo, được không ạ? Còn năm nay lớp 7 thì mới là cái năm thay sách, thì sang năm đến lượt lớp 8 thì mới lại là thay sách. Thì vì thế mà lớp 8 sang năm thì không còn cái phần châu Á nữa. Thì năm nay châu Á thì đã được dạy ở phần lớp 7 rồi ạ. Thì quý thầy cô lưu ý ạ. Cũng có thầy cô vẫn hỏi lại cô lúc nãy, đó là cái phần chủ đề chung sẽ do giáo viên môn địa lý hay giáo viên lịch sử dạy. Thế thì thưa quý thầy cô là cái phần này thì sẽ do cái sự phân công của tổ bộ môn theo quy định của phòng giáo dục hay là tùy từng trường. Về các quý thầy cô là cái đấy thì nó theo những yêu cầu cụ thể của từng trường, nên quý thầy cô cứ yên tâm, sau này thì sẽ có phân công một cách rất là cụ thể. Thế thì quý thầy cô có hỏi là phân môn này thì bồi dưỡng học sinh giỏi thế nào cô? Thế thì có lẽ đến bây giờ thì cũng chưa có những hướng dẫn rất là cụ thể là sẽ là bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử địa lý hay là lịch sử riêng, địa lý lý riêng. Thế thì các thầy cô cứ chờ đợi cái sự hướng dẫn của bộ cũng như là của các cơ sở giáo dục ạ. Thế có thầy cô hỏi là bài 8 thực hành tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi cần tích hợp nội dung sách giáo khoa địa 8 cũ được không ạ? Thế thì các thầy cô có thể hoàn toàn tham khảo những cái nội dung ở cái phần sách giáo khoa lớp 8 cũ ạ. Bởi vì là khi mà thiết kế những cái bài học ở trong chương trình lớp 7 này thì một phần nào đó cũng được kế thừa, cũng giống như cái phương châm, cái quan điểm ngay từ đầu đấy, cũng có kế thừa những cái nội dung, những cái một số những cái phần mà của cái chương trình hiện hành. Chính vì thế mà các thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo và tích hợp được ạ. Vâng ạ. Thế còn thầy cô nào có hỏi về phần nội dung cũng như là cái phần điểm mới ở trong chương trình môn địa lý của chương trình lịch sử địa lý lớp 7 không nữa không ạ? Thế thì nếu không có câu hỏi gì thì tôi xin phép được chuyển sang phần tiếp theo. Còn nếu như trong quá trình các thầy cô vẫn còn những câu hỏi cần phải giải đáp thì xin phép là sẽ được trả lời sau ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Xin chuyển sang phần nội dung thứ ba, đó là những vấn đề chung về phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá. Thứ nhất là về quan điểm đổi mới phương pháp dạy học. Thế thì thưa quý thầy cô, cái việc đổi mới phương pháp dạy học thì không có nghĩa là loại bỏ các cái phương pháp dạy học hiện có, hay chúng ta còn gọi là phương pháp dạy học truyền thống, và thay vào đó là các phương pháp dạy học mới, hay còn gọi là phương pháp dạy học hiện đại. Thế thì đấy là một cái điểm rất là lưu ý ạ, bởi vì là đôi khi chúng ta quan niệm rằng là đổi mới phương pháp dạy học là cứ phải là những cái phương pháp dạy học mới hiện đại, đúng không ạ? Còn cái phương pháp dạy học truyền thống thì không có vai trò trong cái việc đổi mới. Thì cái quan niệm đó thì xin với thầy cô rất là lưu ý cho, thật là không đúng, đúng không ạ? Vì thế mà cái quan điểm về đổi mới phương pháp dạy học
của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của phần của lý luận đại học, đó là cần phải kế thừa và phát triển những cái mặt tích cực của các cái phương pháp dạy học truyền thống, đồng thời học hỏi vận dụng một số phương pháp dạy học mới phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện dạy học ở nước ta hiện nay. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng là ví dụ như là phương pháp thuyết trình vẫn là một cái phương pháp dạy học truyền thống đấy, nhưng mà rõ ràng là các quý thầy cô thấy rằng là có ai dạy học mà không dùng phương pháp thuyết trình đâu ạ, có đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta vẫn phải dùng cái phương pháp truyền thống, nhưng mà chúng ta sẽ vận dụng cái phương pháp truyền thống ấy ở cái phương thức nào, đúng không ạ, để mà được xem là được coi là cái phương pháp dạy học tích cực, thì đấy mới là cái vấn đề đổi mới, chứ không hoàn toàn không phải đổi mới tức là chúng ta loại bỏ hoàn toàn cái cũ, cái truyền thống mà thay vào đó là cái mới. Thì đấy là cái quan điểm này thì cũng rất là mong các thầy cô lưu ý ạ. Về một số phương pháp dạy học truyền thống thì các phương pháp dạy học truyền thống thì bao gồm có là những phương pháp dùng lời để trình bày bài giảng và được tiến hành rất nhiều các hình thức khác nhau, ví dụ như là giảng thuật, giảng giải, đàm thoại gợi mở, đặt câu hỏi, đúng không ạ? Thế thì đấy là những cái phương pháp dùng lời. Thứ hai là nhóm phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan. Thế thì như quý thầy cô đã được biết và đã được áp dụng trong cái quá trình dạy học, thì cái phương tiện dạy học trực quan trong dạy học địa lý thì có rất là nhiều, đúng không ạ? Như là đó là các mô hình này, bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh treo tường, là băng video. Thì cái những cái phương tiện này thì các thầy cô đã rất là làm quen rồi và đã có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng, đúng không ạ? Bởi vì mỗi một cái bài học về địa lý thì luôn luôn phải gắn liền với bản đồ, với biểu đồ, với tranh ảnh. Đặc biệt là khi quý thầy cô dạy học về địa lý các châu, là một cái phần mà có thể nói là nó rất là xa so với chúng ta đang ở, đúng không ạ? Rất là xa xôi. Vì thế mà đôi khi là chúng ta không có thể là quan sát trực tiếp được, mà phải thông qua các cái bản đồ, rồi các cái biểu đồ trên ảnh, để từ đó cho học sinh khai thác và hình thành năng lực cũng như là phẩm chất cho học sinh. Thế thì một số cái phương pháp dạy học mới, thế thì bên cạnh các phương pháp truyền thống thì hiện nay thì giáo viên đã sử dụng rất nhiều những phương pháp mà dạy học mới để mà phát huy cái tính tích cực của học sinh, để góp phần hình thành vào cái việc phẩm chất và năng lực cho học sinh. Ví dụ như là phương pháp giải quyết vấn đề, dạy học giải quyết vấn đề, thì phương pháp hợp tác nhóm hay còn gọi là phương pháp nhóm đấy, đúng không ạ? Chúng ta chia lớp ra thành nhiều nhóm để mỗi một nhóm thực hiện một hoạt động, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể các nhóm báo cáo các nội các cái kết quả hoạt động của mình. Rồi thì phương pháp theo dự án, phương pháp nghiên cứu các trường hợp điển hình, rồi phương pháp đóng vai, rồi phương pháp trò chơi, vân vân, đúng không ạ? Thì có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực. Thì tôi nghĩ rằng là trong quá trình dạy học những năm qua, với cái mục tiêu đổi mới, thì ở đây có rất nhiều quý thầy cô cũng đã sử dụng những cái phương pháp dạy học mới này. Thế thì một trong những cái điểm rất là lưu ý với quý thầy cô đó là cái đổi mới phương pháp dạy học thì không chỉ là đổi mới cách dạy, tức là phương pháp dạy của thầy, mà còn phải quan tâm đến cách học, tức là phương pháp học của trò. Thế thì vì thế mà ở đây cái khái niệm đó là phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, tức là cả phương pháp dạy và phương pháp học, đúng không ạ? Và một trong những cái trọng tâm ở trong cái chương trình trong cái việc đổi mới chương trình lần này đó là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực. Và cái phẩm chất và năng lực ấy nó sẽ được hình thành thông qua các cái hoạt động học của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bởi vậy mà hãy chú trọng cái việc là dạy cái cách tự học cho học sinh. Dạy cách tự học cho học sinh tức là gì ạ? Là giáo viên không phải là người truyền thụ kiến thức, mà thông qua các cái hoạt động học để giáo viên hướng dẫn học sinh, để học sinh tự tiếp nhận cái tri thức, tự hình thành được các kỹ năng của mình, và để từ đó và từng bước hình thành cho học sinh cái năng lực tự học, để họ có thể tự bổ sung kiến thức và học thường xuyên suốt đời. Thì bởi vì cái yêu cầu về cái
năng lực tự học là một trong những cái yêu cầu cần đạt trong cái chương trình học của các em. Do vậy mà làm sao thông qua các cái hoạt động học ở những cái bài học cụ thể, ở những cái nội dung cụ thể, thì học sinh giáo viên có thể là dạy cho các em cách để tự học, đúng không? Tự lĩnh hội tri thức. Và bởi vì ngoài cái bài học này thì học sinh còn có thể là tự tìm hiểu, tự nghiên cứu để mà bổ sung thêm cái kiến thức mới sau này ra đời, cũng như là học thường xuyên suốt đời. Một cái điểm nữa đó là đổi mới phương pháp dạy học thì phải chú ý tới các đặc trưng về nội dung và phương pháp của môn học. Thế thì điều này thì nó gắn liền với những cái đặc trưng, những cái đặc điểm của từng môn học cụ thể, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn thấy ở các thầy cô thấy rằng là cái môn địa lý thì rõ ràng là có những cái phương pháp rất là đặc thù, đúng không ạ? Ví dụ như là phương pháp biểu đồ này, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan, đặc biệt là bản đồ này, đúng không ạ? Bản đồ thì chứa đựng rất là nhiều các cái tri thức, vì thế mà giáo viên sẽ phải sử dụng cái phương pháp này để giúp học sinh khai thác các cái tri thức, rồi thì hình thành các cái kỹ năng từ bản đồ, kỹ năng đọc từ đọc ký hiệu, từ đọc các cái đối tượng trên bản đồ, rồi thì phân tích các cái mối liên hệ giữa các cái đối tượng, đúng không ạ? Thì thế mà cái phương pháp dạy học nó có quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, có quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Vì thế mà bên cạnh những cái phương pháp dạy học chung thì có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau, thì cái việc sử dụng các cái phương pháp dạy học đặc thù thì có vai trò rất là quan trọng trong việc dạy học bộ môn. Thế thì cái điều này thì quý thầy cô đã có thể có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, đúng không ạ? Ví dụ như đối với địa lý của chúng ta thì phương pháp sử dụng bản đồ, rồi phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ này, đúng không ạ? Thế thì nhân đây thì tôi cũng trả lời một cái câu hỏi mà lúc nãy tôi xin lỗi là tôi cũng quên mất, đó là có một thầy cô hỏi là chương trình trong cái sách giáo khoa lớp 7 này, có chương trình lớp 7 này thì có hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ đơn giản hay không? Thế thì quý thầy cô cũng yên tâm là đối với cái chương trình địa lý của địa lý lớp 7 địa lý lớp 7 thì ngoài cái việc mà hình thành cái năng lực về mặt kiến thức thì còn có cái năng lực, tức là những cái kỹ năng, đúng không ạ? Trong đó thì có kỹ năng vẽ biểu đồ. Bởi vậy mà trong các cái bài tập, trong các cái câu hỏi và của các cái bài học này thì cũng có những cái bài tập yêu cầu các em là vẽ biểu đồ, thì giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh để từ đó các em có thể vẽ được những biểu đồ khá là đơn giản, ví dụ như các biểu đồ hình cột hay là biểu đồ hình tròn. Xin phép được trả lời như vậy ạ. Điểm thứ hai là định hướng về phương pháp dạy học và các cái hình thức tổ chức dạy học. Về phương pháp dạy học thì trên cơ sở cái quan điểm về đổi mới thì giáo viên sẽ là người tổ chức, chỉ đạo và điều khiển các cái hoạt động học tập tự giác, chủ động và sáng tạo của học sinh. Thế thì ở đây thì các thầy cô cũng lưu ý rằng là giáo viên không truyền thụ kiến thức một chiều, tức là không đọc, không phải là người đọc rồi học sinh chép, đúng không ạ? Mà phải là người đứng vai trò là người tổ chức các cái hoạt động, và học sinh sẽ là người chủ động lĩnh hội tri thức thông qua các cái hoạt động học tập đó. Và giáo viên cũng cần phải tạo điều kiện để học sinh trở thành chủ thể của nhận thức. Học sinh cần phải thực sự hoạt động để đạt được không chỉ kiến thức, kỹ năng của môn học, mà quan trọng hơn là tiếp thu được cách học, rèn luyện thói quen và khả năng tự học. Thế thì tôi cũng biết là tổ chức các cái hoạt động học cho học sinh thì các thầy cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là lớp học thì đông, đúng không ạ? Học sinh thì lớp học thì chật, học sinh thì đông, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây là một trong những cái điểm mới mà ở đây thì cũng yêu cầu là đối với cái phương pháp dạy học, đó là các thầy cô sẽ là người tổ chức và tạo điều kiện đến mức tối đa để học sinh có thể là trở thành cái người mà tự nhận thức được những cái kiến thức và những cái kỹ năng thông qua các cái hoạt động học của học sinh.
đúng không? Thông qua các hoạt động học của những cái nội dung rất là cụ thể ở trong bài học. Thế thì các cái hoạt động học tập ở đây trong một cái bài học cụ thể mà được thiết kế ở trong phần địa lý lớp 7 thì bao gồm có hoạt động mở đầu, hoạt động khám phá kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng và được thực hiện với sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học. Thế thì tất cả những hoạt động này thì giáo viên hoàn toàn có thể là tổ chức cho học sinh, và học sinh trên cơ sở các cái phương tiện thiết bị dạy học hướng dẫn của giáo viên cũng có thể hoàn toàn là tham gia vào các cái hoạt động này và tự chủ trong việc lĩnh hội tri thức. Thế thì một số cái ưu điểm của cái sách giáo khoa ở phần địa lý của cái cuốn sách lịch sử và địa lý 7 lần này đó chính là cái đặc điểm đó là dễ dạy đối với giáo viên và dễ học đối với học sinh, như lúc nãy tôi đã chia sẻ với quý thầy cô đúng không ạ? Vì vậy mà học sinh có thể tự học tập ở tại nhà cũng như là ở trên lớp thông qua một hệ thống các câu hỏi ở mỗi một phần mục, cũng như là thông qua cái việc mà giáo viên tổ chức hoạt động học và dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đồng thời thì giáo viên có thể sử dụng các cái phương pháp dạy học khác nhau dựa trên các cái thông tin tư liệu và câu hỏi gợi ý trong sách. Thế thì như đội tôi đã chia sẻ, tức là ở trong cấu trúc của bài học thì mỗi một phần mục, tức là cái phần mà hình thành kiến thức mới ạ, cái phần hoạt động kiến thức mới mà trong cái phần kiến chính của sách giáo khoa thì bao giờ cũng có một cái câu hỏi. Thế thì cái câu hỏi đó thì giáo viên có thể triển khai, đúng không? Triển khai chia có thể chia thành chia nhỏ thành các ý, cũng như là có thể là sử dụng nguyên cái câu hỏi ở phần gợi ý ở cuối cái phần mục. Và trên cơ sở các cái thông tin liệu, các cái tranh ảnh, các cái bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thì giáo viên có thể là dựa vào đó để tổ chức các cái hoạt động dạy học. Và các cái phương pháp ở đây phổ biến sẽ là phương pháp hoạt động nhóm, đúng không ạ? Nhóm giáo viên có thể tổ chức nhóm tùy theo cái số lượng của lớp, đúng không ạ? Tùy theo cái phần nội dung của bài học mà chúng ta có thể linh hoạt nhóm có thể 4 5 bạn, đúng không ạ? Nhóm 7 8 bạn, đúng không ạ? Rồi thì các cái phương pháp nữa như là khai thác tri thức từ bản đồ, bảng số liệu, hình ảnh. Thế thì như lúc nãy tôi đã chia sẻ, tức là sách giáo khoa được thiết kế với rất nhiều những cái hình ảnh, bản đồ, bảng số liệu, và vì vậy mà dựa trên những cái tư liệu này thì giáo viên có thể yêu cầu học sinh là khai thác, đúng không ạ? Ví dụ như là dựa vào bản đồ các em có thể đọc, có thể kể tên các cái quốc gia ở khu vực Liên minh châu Âu, hay là các em có thể xác định được là dòng châu Mỹ thì tiếp giáp với các đại dương nào, đúng không ạ? Hay là các cái bảng số liệu thì có thể so sánh phân tích để mà đưa ra được, phân tích ra để rút ra được những kết luận, và từ đó là hình thành đồng vừa là hình thành kiến thức và đồng thời là vừa là hình thành kỹ năng, vừa cũng như là năng lực. Hay là cái phương pháp dự án. Thế thì cái điểm quan trọng đó là giáo viên phải tổ chức các cái hoạt động học này, và học sinh sẽ tham gia vào hoạt sẽ là chủ thể của hoạt động, đúng không? Tham gia vào các hoạt động để từ đó chủ động phát triển được cái kiến thức, kỹ năng và hình thành được cái năng lực và phẩm chất. Thì một trong những cái điểm lưu ý đó là trong quá trình sử dụng các cái phương pháp dạy học thì giáo viên cần phải rất là linh hoạt để phù hợp với từng nội dung và phù hợp với đặc điểm trình độ nhận thức thực tế của học sinh. Thế thì cái này thì giống như tôi đã chia sẻ, tức là ở cái phương pháp cái quan điểm biên soạn đó là theo hướng mở, tức là ở đây là giáo viên hoàn toàn có thể là sáng tạo, có thể là căn cứ vào cái điều kiện rất là cụ thể của địa phương, thậm chí là phụ thuộc vào những cái điều kiện về tư liệu, về trang thiết bị dạy học, đúng không ạ? Hay là phụ thuộc vào trình độ của học sinh để mà có những cái phương thức tổ chức phù hợp. Ví dụ như là đối với những học sinh mà đối với lớp học mà học sinh khá hơn thì giáo viên có thể yêu cầu cao hơn, đúng không ạ? Yêu cầu cao hơn. Còn thì đối với những học sinh mà với ở mức độ vừa phải thì giáo viên sẽ yêu cầu những cái đặt
đặt ra những cái yêu cầu ở mức độ trung bình vừa phải đúng không? Và như vậy là tất cả cái hoạt động học này và việc sử dụng cái phương pháp này nó phải linh hoạt, vận dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh, với tâm sinh lý, với trình độ của học sinh. Nên một những cái điểm lưu ý nữa đó là đối với quý thầy cô, đó là chúng ta tránh tình trạng là sử dụng một phương pháp dạy học một cách thường xuyên để dễ gây nhàm chán cho học sinh. Thế thì ở đây thì có thể dựa trên mỗi một cái nội dung một của bài học thì giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tránh cái việc mà chúng ta không nên là tổ chức cái hoạt động nhóm cho tất cả các cái đơn vị kiến thức trong bài. Để, ví dụ như là ở phần 1 đã yêu cầu học sinh làm việc nhóm rồi, phần 2 cũng yêu cầu học sinh làm việc nhóm, đúng không ạ? Thế thì cái điều này thì chúng ta cũng rất là nên tránh. Chúng ta có thể thay đổi linh hoạt đi, ví dụ như là phần 1 làm nhóm rồi thì phần 2 có thể làm việc theo cặp hay là làm việc cá nhân, đúng không ạ? Cho các em làm việc cá nhân hay là thay đổi sang một cái phương pháp khác thì để mà tránh cái nhàm chán cho học sinh. Thế thì về hình thức tổ chức dạy học, thế thì các quý thầy cô được biết là có rất nhiều cái hình thức tổ chức dạy học, đúng không ạ? Thế thì trong điều kiện của từng địa phương thì có thể sẽ có cái cách thức để tổ chức các cái hoạt động dạy học khác nhau phù hợp với từng bài học. Và các hình thức tổ chức dạy học phổ biến ở phần địa lý thì ví dụ như là dạy học ở trên lớp, đúng không ạ? Ví dụ như là đây là một cái phương đây là một cái hình thức dạy học đa số, đúng không ạ? Để thực hiện ở trên lớp. Thứ hai là dạy học ở ngoài giờ lên lớp, có thể dạy học ở trên thư viện. Thế thì nó tùy từng một cái nội dung rất là cụ thể và tùy từng điều kiện địa phương thì các thầy cô có thể là chọn cái hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp. Vấn đề thứ ba là vấn đề kiểm tra đánh giá. Thế thì như quý thầy cô được biết là cái đổi mới phương pháp dạy học nó phải đi đôi với cái việc đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bởi vì đánh giá kết quả học tập của học sinh nó là một cái thành tố của quá trình dạy học, có mối quan hệ mật thiết với các thành tố khác của quá trình dạy học, đặc biệt là với phương pháp dạy học. Và cái sự đổi mới đánh giá sẽ có tác dụng thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế mà xác định là phải đổi mới toàn diện, đúng không ạ? Không chỉ là phương pháp dạy học mà còn cả kiểm tra và đánh giá. Thế thì ở đây những cái căn cứ để đánh giá đó là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đã được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình các môn học. Thế thì các thầy cô rất là chú ý, rất là chú ý về phải hiểu thật rõ những cái yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực để mà có cái cách thức đánh giá cho phù hợp. Cái đối tượng đánh giá chính là sản phẩm và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Thế thì một cái điểm nữa đó là phải đa dạng hóa các hình thức đánh giá. Phải kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh. Thế thì lâu nay thì quý thầy cô chúng ta cũng đã rất là quen với cái việc là đánh giá định kỳ, đúng không ạ? Đánh giá định kỳ tức là ở từng cái thời kỳ, ở từng cái thời điểm nhất định là chúng ta thực hiện là kiểm tra đánh giá. Ví dụ như là kiểm tra 15 phút này, đúng không ạ? Hay là kiểm tra miệng này, đúng không ạ? Hay là kiểm tra giữa kỳ này, kiểm tra cuối kỳ này, đúng không ạ? Thì kiểm tra cuối năm này, đúng không ạ? Thì đấy là những kiểm tra người ta gọi là đánh giá định kỳ. Thế thì hiện nay thì theo cái yêu cầu đổi mới giáo dục thì cái việc kiểm tra đánh giá không chỉ dừng lại ở cái đánh giá định kỳ nữa mà nó đòi hỏi phải đánh giá thường xuyên. Thế thì cái đánh giá thường xuyên ở đây là đánh giá như thế nào ạ? Thế thì đánh giá thường xuyên thì được thể hiện dưới rất nhiều cái hình thức, ví dụ như là thông qua các cái việc mà tham gia của học sinh vào cái hoạt động học tập mà giáo viên hướng dẫn, hay là thông qua các sản phẩm của học sinh, ví dụ như là các thầy cô tổ chức cho học sinh làm việc nhóm, đúng không ạ? Thì mỗi một nhóm sẽ trình bày một cái nội dung nào đó và cái sản phẩm của các em ấy chính là cái căn cứ để các thầy cô có thể đánh giá được. Bởi vậy
Mà cái đánh giá thường xuyên ở đây đó là gì? Đánh giá qua từng cái bài học cụ thể, đúng không ạ? Qua từng cái hoạt động học cụ thể. À, và thầy cô có thể quan sát học sinh tham gia vào cái hoạt động nhóm, rồi thì trên cơ sở là hôm nay em ấy tích cực này, ngày mai em cũng tích cực này, đúng không ạ? Thì thầy cô hoàn toàn có thể là đánh giá được. Vậy thì em ở cái mức độ là tham gia rất tích cực vào các hoạt động học trên lớp, cũng như là tham gia vào các hoạt động học do thầy cô hướng dẫn, thì do vậy mà các thầy cô hoàn toàn có thể cho điểm ở cái điểm đó. Như vậy là chúng ta hoàn toàn không phải là chỉ có mỗi cái điểm điểm mà chúng ta kiểm tra định kỳ, mà đòi hỏi phải đánh giá thường xuyên. Bởi vì ở đây là không chỉ đánh giá và kiến thức mà đánh giá cả cái năng lực của các em nữa. Cho nên là quý thầy cô rất là lưu ý, đó là chúng ta nhấn mạnh thêm cái phần đó là phải đánh giá thường xuyên, Thế còn về phương pháp đánh giá thì các thầy cô cũng sử dụng đa dạng hóa các cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp viết thông qua các cái bài kiểm tra, đúng không ạ? Hay là phương pháp vấn đáp, ví dụ như là các thầy cô có thể đặt câu hỏi ở trên lớp và các em trả lời đúng, trả lời xuất sắc, trả lời thì các thầy cô có thể đánh giá, đúng không ạ? Ở cái câu trả lời của các em, đó chính là cái phương pháp vấn đáp. Hay là phương pháp quan sát. Thế thì các thầy cô có thể quan sát, đấy như tôi đã chia sẻ, tức là cô có thể quan sát cách mà em tham gia, cái mức độ tích cực mà em tham gia vào các cái hoạt động học, vào các cái hoạt động nhóm, rồi thì vào các cái hoạt động dự án, đúng không ạ? Rồi thì vào các hoạt động trải nghiệm, thì để các thầy cô có thể đánh giá và cho điểm. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Vâng ạ. Thì sang cái phần thứ tư, đó là chúng tôi muốn chia sẻ với thầy cô cái nội dung, đó là hướng dẫn cách thức tổ chức một bài học. Thế thì ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ với quý thầy cô cái bài bài 4, đó là bài về Liên minh châu Âu. Thì ở đây thì trước hết là quý thầy cô cũng đã đây là toàn bộ cái nội dung của cái bài số 4, đúng không ạ? Bao gồm có tên bài là Liên minh châu Âu này, đúng không ạ? Rồi thì bài mục tiêu bài học về phần khởi động, phần các cái nội dung chính ở bài này thì bao gồm có hai mục, đó là mục 1 là khái quát về Liên minh châu Âu, mục 2 là Liên minh châu Âu một nền trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới, và phần tiếp theo bên cạnh cái phần tuyến chính đó thì còn có cái phần tuyến phụ, đó là cái phần em có biết, và phần tiếp theo đó là các cái câu hỏi luyện tập và vận dụng. Thế thì bây giờ các thầy cô có thể xem qua một chút về cái nội dung của bài này, và sau đó thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cái việc tổ chức cái bài học này. Các thầy cô có thể nhìn. Vâng ạ, trên cơ sở những cái nội dung mà các thầy cô đã có thể nhìn thấy ở trên slide này thì bây giờ thì vậy chúng ta sẽ tổ chức cái bài học như thế này, thì trên đây sẽ là một cái gợi ý để cho quý thầy cô có thể là tham khảo. Thứ nhất là việc xác định mục tiêu. Thế thì mục tiêu của bài học này thì về mặt kiến thức thì sau khi học xong bài học này thì học sinh sẽ phải nêu được cái dẫn chứng về Liên minh châu Âu như một trong 4 trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới. Đấy là mục tiêu tổng quát, đúng không ạ? Về năng lực thì mục tiêu của bài học này sẽ góp phần để phát triển cái năng lực tự chủ và tự học. Thứ hai là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Cái năng lực thứ ba là năng lực nhận thức khoa học địa lý qua thông tin, bản đồ, bảng số liệu. Và năng lực thứ tư đó chính là
năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế. Thế về phẩm chất thì cái mục tiêu của cái bài học này là giúp các em yêu khoa học, ham học hỏi và tìm tòi. Thế về tiến trình dạy học thì tiến trình của một bài học thì sẽ bao gồm có 4 phần, đó là hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng. Thứ nhất là đối với mỗi một cái hoạt động này thì chúng ta sẽ thấy rằng có các bước cho từng hoạt động một, đúng không ạ? Và như vậy là mỗi một cái hoạt động này sẽ bao gồm có xác định mục tiêu, xác định nội dung hoạt động, xác định sản phẩm học tập của học sinh và việc tổ chức hoạt động như thế nào. Thứ nhất là về hoạt động mở đầu. Hoạt động mở đầu. Thế thì trong sách giáo khoa thì đã gợi ý cho quý thầy cô cái mở đầu đối với bài học này. Đó là Liên minh châu Âu là tổ chức kinh tế lớn trên thế giới, có tầm ảnh hưởng đối với toàn cầu. Em hãy kể tên một số thành viên của Liên minh, một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Thì các thầy cô cũng lưu ý rằng là cái hoạt động mở đầu ở đây mà giáo sách giáo khoa đưa ra thì nó chỉ là gợi ý thôi ạ. Còn quý thầy cô có thể ví dụ lấy những cái tình huống khác phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để mà làm cái hoạt động mở đầu. Thế thì đối với hoạt động mở đầu này thì giáo viên lưu ý là cần phải linh hoạt sử dụng phương pháp cho học sinh chia sẻ theo cặp đôi hoặc là nhóm nhỏ hoặc là thảo luận cả lớp để khai thác những điều học sinh đã biết về Liên minh châu Âu, và đồng thời là kết nối để tạo nên cái tình huống để học sinh học tập một cách tích cực. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tổ chức cái hoạt động mở đầu này như thế nào? Thì thứ nhất là chúng ta xác định mục tiêu của hoạt động mở đầu này để làm gì. Thế thì cái mục tiêu của hoạt động mở đầu là để cung cấp thông tin, tạo cái kết nối giữa kiến thức của học sinh với nội dung bài học, tạo cái sự hứng thú, kích thích trí tò mò của người học, tạo cái mối gọi là mâu thuẫn giữa cái điều các em đã biết và cái điều các em chưa biết, đúng không ạ? Có thể là một số các em mà đã biết về một số các quốc gia ở Liên minh châu Âu, đúng không ạ? Thông qua cái việc mà các em nghe đài báo, TV, đúng không ạ? Rồi thì các cái thông tin ở trên mạng chẳng hạn, đúng không ạ? Thế thì nhưng mà có thể các em chỉ biết một số các cái quốc gia hay là cũng như là các cái nội dung về các quốc về Liên minh châu Âu thôi, đúng không ạ? Vì thế mà tạo cái sự mâu thuẫn giữa những cái điều mà các em đã biết và cái điều các em chưa biết để mà kích thích cái trí tò mò của các em. Thế thì về nội dung hoạt động của cái hoạt động mở đầu này, đó là học sinh sẽ dựa vào cái vốn kiến thức hiểu biết của bản thân để mà trả lời cái câu hỏi, đúng không ạ? Đó là kể tên một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, đúng không ạ? Thế thì cái sản phẩm yêu cầu của cái hoạt động mở đầu này đó chính là những cái hiểu biết của học sinh về các thành viên của Liên minh châu Âu. Thế thì về tổ chức cái hoạt động này như thế nào? Thế thì giáo viên có thể có rất nhiều cách thức khác nhau. Thế thì ở đây thì chúng tôi có thể gợi ý cái việc tổ chức cái hoạt động này thì theo hai bước. Bước thứ nhất là giáo viên cho học sinh hoạt động theo cá nhân. Giáo viên có thể yêu cầu 4 đến 5 học sinh lần lượt kể tên một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và đưa ra một cái yêu cầu, đó là đáp án sau không được trùng với đáp án trước, có nghĩa là những quốc gia mà các bạn trước đã kể rồi thì các bạn sau không kể nữa, đúng không ạ? Và bước 2 là học sinh sẽ thực hiện cái nhiệm vụ này trong vòng từ 2 đến 3 phút. Và như vậy là trên cái cơ sở cái hiểu biết của các em thì có thể là tên các quốc gia ở châu Âu đã được kể ra, đúng không ạ? Hoạt động thứ 2 là hoạt động hình thành kiến thức mới. Thế thì
Hoạt động hình thành ký túc mới ở đây thì như tôi đã giới thiệu lúc nãy, tức là bài Liên minh châu Âu bao gồm có hai mục, đúng không ạ? Mục thứ nhất là khái quát về Liên minh châu Âu. Thế thì trong phần này thì các thầy cô thấy là có một cái bản đồ về thành viên của các nước châu Âu theo cái mới nhất là năm 2020, đúng không ạ? Và vì thế mà giáo viên có thể tổ chức rất nhiều những cái hoạt động cũng như là vận dụng một số các phương pháp dạy học vào đây để có thể là đạt được đến là giúp học sinh hình thành cái kiến thức mới ở cái phần mục một này. Thế thì các thầy cô quan sát ở đây thì thấy rằng là những cái phần chữ cũng như là các cái nội dung ở phần mục một này thì nó khá là đơn giản, đúng không ạ? Các tác giả cũng đã tinh giản ở mức độ hợp lý và phổ thông hóa kiến thức để khiến cho kiến thức trở nên đơn giản hơn và học sinh dễ tiếp nhận. Thế thì ở đây thì trước hết là chúng ta tập trung vào cái câu hỏi ở phần cuối của cái mục 1. Đó là đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy kể tên các nước thành viên của EU, tức là của Liên minh châu Âu, đúng không ạ? Thế thì dựa trên cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tổ chức cái hoạt động này như thế nào? Thế thì vậy thì chúng ta sẽ xác định cái hoạt động thứ nhất trong cái việc hình thành kiến thức mới, đó là kể tên các nước thành viên của EU, tức của Liên minh châu Âu. Thế thì cái mục chúng ta xác định cái mục tiêu của cái hoạt động này là xác định được các thành viên của Liên minh châu Âu trên bản đồ. Nội dung cái bước tiếp theo đó là phần nội dung hoạt động là học sinh sẽ quan sát bản đồ và thực hiện nhiệm vụ, đúng không ạ? Cái sản phẩm học tập ở đây là sẽ phải kể tên được 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Thì đấy là khi mà chúng ta đặt ra được cái mục tiêu, nội dung hoạt động cũng như cái sản phẩm học tập như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành tổ chức hoạt động. Thì cái hoạt động này thì được tổ chức có thể có rất nhiều cách thức khác nhau, các thầy cô có thể sáng tạo rồi dựa trên kinh nghiệm của mình thì có thể sử dụng rất là nhiều phương pháp sử dụng để tổ chức. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi gợi ý cái bước như sau ạ. Thứ nhất là giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát bản đồ trong sách giáo khoa hoặc là có thể là có bản đồ treo tường, đúng không ạ? Thế thì sau khi học sinh tiếp nhận cái nhiệm vụ của giáo viên thì các cá nhân sẽ thực hiện trong vòng 2 phút, đúng không ạ? Các em đọc bản đồ và sau đó thì giáo viên sẽ chỉ định từ 5 đến 5, 7 hoặc là 9 bạn học sinh sẽ trả lời. Mỗi học sinh sẽ nêu tên từ 3 đến 6 quốc gia, đúng không ạ? Và khi mà các em nêu tên như vậy thì các bạn khác ở dưới sẽ chú ý lắng nghe, đúng không ạ? Nhận xét xem là đúng hay là sai, đúng không ạ? Rồi thì cuối cùng là giáo viên sẽ đánh giá kết quả của học sinh, biểu dương, khen thưởng những cái cá nhân làm việc tốt. Thì như vậy là thông qua cái hoạt động như vậy, như tổ chức của giáo viên thì học sinh chủ động là xác định là các thành viên của liên minh của quốc gia ở Liên minh châu Âu, đúng không ạ? Và thông qua đó thì các em thứ hai là hình thành được cái năng lực của các em, đó là năng lực đọc bản đồ, đúng không ạ? Quan sát rồi đọc bản đồ. Thì đấy là hoạt động vâng ạ. Thế sang cái mục thứ hai là Liên minh châu Âu, một trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới. Thế thì ở trong cái mục này thì ngoài cái phần chữ thì có một cái bảng số liệu, đúng ạ? Đó là GDP và GDP trên người của các trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới năm 2020. Thì trong đó thì ở cái phần này sách giáo khoa đã trình bày là GDP với đơn vị là tỷ đô la, rồi GDP trên người là đô la trên năm, với bốn cái trung tâm đó là Liên minh châu Âu hay là EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, đúng không ạ? Và bên cạnh cái tuyến chính, cái tuyến nội dung chính như vậy thì còn có cái phần tuyến phụ, đó chính là phần em có biết. Thế thì trên cơ sở cái nội dung ở cái phần thứ hai này, ở mục hai này thì giáo viên sẽ tổ chức cái hoạt động học như thế nào? Thế thì
Dựa trên cái câu hỏi ở phần cuối của mục 2, đó là dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục 2, hãy nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới. Thế thì trên cơ sở câu hỏi này và đồng thời cũng là cái yêu cầu cần đạt mà các em cần phải yêu cầu mà các em cần phải đạt được khi mà các em học cái bài học này. Chính bởi vậy mà giáo viên cần phải tổ chức các cái hoạt động học để mà học sinh tiếp nhận và từ đó tiếp nhận kiến thức, kỹ năng và từ đó để hình thành phẩm chất và năng lực. Thế thì cái hoạt động hai ở đây đó là hoạt động là nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới. Thế thì chúng ta xác định các cái bước của cái hoạt động này như sau. Thứ nhất là về mục tiêu. Thì mục tiêu ở đây chúng ta đặt ra đó là để nêu được cái dẫn chứng về Liên minh châu Âu như là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới. Trên cơ sở phân tích bảng số liệu về GDP và GDP trên người của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020, đúng không ạ? Về nội dung hoạt động thì học sinh sẽ phải khai thác thông tin ở trong bảng số liệu, phân tích bảng số liệu ở trong mục 2 này. Về yêu cầu về sản phẩm mà học sinh học tập mà học sinh phải đạt được, đó chính là học sinh đưa ra được những cái dẫn chứng để chứng minh rằng EU là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới. Thế thì dựa trên những cái mục tiêu và những cái yêu cầu về nội dung hoạt động và sản phẩm hoạt động học tập thì chúng ta sẽ tổ chức cái hoạt động học này theo 3 bước gợi ý như sau. Bước thứ nhất đó là giáo viên giao nhiệm vụ các em đọc thông tin và phân tích bảng số liệu trong mục. Thì học sinh có thể như vậy là có sách giáo khoa trong tay rồi, đúng không ạ? Giáo viên học sinh sẽ đọc các cái thông tin ở đó, đúng không ạ? Và bước thứ hai là học sinh sẽ tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi hoặc là theo nhóm trong vòng 10 phút. Thế thì ở đây thì tùy thuộc vào cái điều kiện cụ thể thì có thể là tổ chức theo cặp đôi, tức là hai bạn ngồi gần nhau, đúng không ạ? Hoặc là theo nhóm 4 đến 5 bạn, đúng không ạ? Và một nhóm để các em cùng nhau phân tích, đúng không ạ? Và bước thứ ba là giáo viên sẽ chỉ định ngẫu nhiên học sinh hoặc là gọi một cái đại diện nhóm để trả lời. Và các học sinh sẽ nhận xét, giáo viên sẽ đánh giá kết quả của học sinh và biểu dương các cá nhân nhóm làm việc tốt. Thế thì cụ thể ở đây thì các thầy cô lưu ý là ví dụ như là giáo viên học sinh ở đây có thể so sánh, đúng không ạ, cái giá trị GDP EU với các cái trung tâm kinh tế lớn ở trên thế giới để thấy được là nó thực sự là, ví dụ như ở đây chẳng hạn thì các thầy cô thấy rằng là nó chỉ đứng sau Hoa Kỳ thôi, đúng không ạ, và lớn hơn Trung Quốc, đúng không ạ, và lớn hơn nhiều, thậm chí là lớn tới gấp 3 lần, tới hơn 3 lần so với cái trung tâm kinh tế là Nhật Bản, đúng không ạ? Thế hay là về cái GDP trên người thì so với các cái trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới thì GDP trên người ở châu Âu thì đứng sau Hoa Kỳ và Nhật Bản, đúng không ạ, và lớn hơn nhiều so với Trung Quốc. Thế thì ngoài cái bảng số liệu này thì học sinh cũng có thể là giáo viên cũng có thể yêu cầu là học sinh dựa vào cái phần về cái phần kinh chữ ở cái phần mục 2 này, đó là ví dụ như là những cái minh chứng, những cái minh chứng rất là cụ thể, ví dụ như là EU có tới 3 trên 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới chẳng hạn, thuộc nhóm G7, đúng không ạ? Hay là trung tâm trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới thì chiếm tới 31% cái giá trị xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của thế giới năm 2020. Thế còn đối với Việt Nam thì Liên minh châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của 80 quốc gia, đúng không ạ? Thế thì nó còn là trung tâm tài chính, đúng không ạ? Trung tâm hoạt động tài chính và tiền tệ trên thế giới. Ở bên cạnh đó thì giáo viên cũng thể cho học sinh dựa vào cái phần tuyến phụ, đó là cái phần em có biết, đúng không ạ? Để mở rộng thêm
ví dụ như như là EU là nơi sản xuất khoảng 1/2 cái số máy bay trên thế giới, với loại máy bay rất là nổi tiếng đó chính là Airbus, đúng không ạ? Và các bạn và thông qua đó thì các em cũng có thể biết được là một cái nhãn hiệu, một cái thương hiệu máy bay rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Của Liên minh châu Âu. Thế về hoạt động luyện tập, thế thì quý thầy cô đã biết là hoạt động luyện tập thì nó là chất liệu để giáo viên tổ chức các cái hoạt động củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì trong cái phần bài học này thì trong sách giáo khoa đưa ra một cái câu hỏi về hoạt động luyện tập, đó chính là em hãy cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84.705,4 tỷ đô la. Hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện tỷ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Vâng, và đây chính là cái phần mà như lúc nãy có quý thầy cô là hỏi đấy, đó là có hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ không, thì đây chính là cái phần mà một câu hỏi luyện tập để mà hình thành cái kỹ năng vẽ biểu đồ, hình thành cái năng lực vẽ biểu đồ cho học sinh. Thế thì đối với phần này thì giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện cái nhiệm vụ luyện tập này như thế nào. Vâng ạ, thế thì bây giờ thì cái hoạt động mà luyện tập này thì chúng ta cũng có cái hướng dẫn cụ thể theo bốn cái bước mà lúc nãy chúng ta trình tự như lúc nãy. Thế thì ở đây cái hoạt động ở đây sẽ là vẽ biểu đồ tròn để thể hiện tỷ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Thế thì cái mục tiêu của cái hoạt động này đó là rèn luyện kỹ năng xử lý số liệu và vẽ biểu đồ. Nội dung hoạt động là cái yêu cầu học sinh xử lý số liệu, sau đó thì vẽ biểu đồ theo yêu cầu của bài. Và cái sản phẩm học tập là học sinh sẽ tính được cái tỷ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới và đồng thời hoàn thành được cái biểu đồ hình tròn để thể hiện cái giá trị này, đúng không ạ? Thì về tổ chức hoạt động thì giáo viên sẽ tổ chức hoạt động cho học sinh thông qua việc thực hiện ba cái bước sau đây, và đây sẽ là gợi ý đó. Thế thì bước thứ nhất là giáo viên sẽ cho học sinh hoạt động theo cặp đôi để xử lý số liệu, đúng không ạ? Thế thì cái này thì giáo viên hướng dẫn đó là có thể lấy cái giá trị GDP của EU và chia cho cái giá trị tiêu của toàn thế giới để chúng ta và nhân với 100% thì chúng ta được cái số liệu phần trăm, đúng không ạ, về cái tỷ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới, đúng không ạ? Bước thứ hai là học sinh có thể có 2 phút để thảo luận theo cặp đôi về cái cách xử lý số liệu, đúng không ạ? Thì sau đó thì giáo viên có thể gọi ngẫu nhiên học sinh để trình bày cách tính và kết quả, đúng không ạ? Và các học sinh khác sẽ nhận xét, giáo viên sẽ chuẩn kiến thức, đúng không ạ? Và từ cái kết quả tính toán được thì giáo viên sẽ yêu cầu học sinh sẽ vẽ biểu đồ tròn theo cá nhân trong vòng 5 phút, vẽ vào vở vở viết của mình, đúng không ạ? Và giáo viên có thể gọi từ 1 đến 3 học sinh lên bảng để thực hiện nhiệm vụ, còn các học sinh khác thì vẽ biểu đồ vào vở. Bước thứ 3 là giáo viên sẽ yêu cầu từ 2 đến 3 học sinh trình bày kết quả, và các học sinh khác thì sẽ nhận xét. Sau đó thì giáo viên sẽ chuẩn kiến thức, kỹ năng, đưa ra những lưu ý về lỗi hay mắc phải khi xử lý số liệu và vẽ biểu đồ cho học sinh. Thế thì giáo viên có thể là quan sát học sinh trong quá trình làm bài, sau đó thì sẽ có thể là chọn một vài cái biểu đồ mà học sinh tốt để có thể là biểu dương hoặc là làm mẫu để cho các em, đúng không ạ? Và nếu như đối với học sinh nào mà cũng trong quá trình quan sát mà học sinh nào
có những cái mắc lỗi khi chúng ta khi vẽ biểu đồ thì giáo viên cũng có thể sẽ nhắc nhở những cái chung chung đúng không? Và hoặc là có thể chỉ tận nơi cho học sinh để mà học sinh lần sau có thể rút kinh nghiệm. Về hoạt động vận dụng thì trong cái bài học Liên minh châu Âu này thì cũng có một sách giáo khoa cũng đưa ra một cái hoạt động vận dụng, đó là thu thập thông tin về mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU, và đây chính là cái phần gọi là cũng là cái liên hệ thực tế đấy, đúng không ạ, là để mà xem là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và EU như thế nào, đúng không ạ. Thì mục tiêu của cái hoạt động này đó là tìm kiếm những cái thông tin để mở rộng kiến thức về mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU, rèn luyện năng lực tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề. Thì ở đây thì thông thường thì các cái hoạt động vận dụng thì thường là vì là nó cũng phải tìm hiểu thông tin, tra cứu thông tin ở trong các cái tài liệu, sách báo, internet, rồi thì thậm chí là ở trên các cái tài liệu khác. Do vậy nó rất là mất thời gian. Do vậy mà thường là các hoạt động vận dụng này thì giáo viên sẽ cho học sinh làm việc ở nhà, đúng không ạ? Giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà tìm hiểu. Sau đó thì có thể sẽ giáo viên có thể kiểm tra vào tiết học sau, hoặc là đưa vào cái phần kiểm tra 15 phút đầu giờ của buổi hôm sau, đúng không ạ? Hoặc là có thể chia sẻ trong cái nhóm lớp học tập hoặc là theo cặp đôi. Thì đấy là cái phần chúng tôi cũng đã có những gợi ý hướng dẫn về cái việc trong cái một cái tiến trình dạy học ở một cái bài đầu tiên, đúng không ạ? Thế thì bây giờ thì quý thầy cô sau khi mà nghe cái phần về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá cũng như là thông qua một cái bài hướng dẫn cụ thể, thì quý thầy cô có những vấn đề gì cần phải trao đổi không ạ? Cái phần mà có quý thầy cô cũng có hỏi là tức là các thầy, quý thầy cô là muốn xin cái bài hướng dẫn này đúng không ạ? Vâng ạ. Thế thì cái phần này thì sau cái buổi ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hoàn toàn có thể chia sẻ với quý thầy cô ạ. Xin quý thầy cô cứ yên tâm ạ. Có quý thầy cô hỏi là giáo viên có cần ghi và chốt kiến thức trọng tâm lên bảng ghi không, và có cần thể hiện câu trả lời vào giáo án không. Thưa quý thầy cô, cái việc mà quý thầy cô xây dựng cái kế hoạch dạy học của mình hay gọi là giáo án thì tùy thuộc vào mỗi cá nhân quý thầy cô ạ. Thế còn đương nhiên là khi mà các thầy cô giảng dạy thì các thầy cô vẫn phải chốt những kiến thức trọng tâm ở trên bảng, đúng không ạ, ghi lên bảng để cho học sinh có thể theo dõi, và thứ hai là học sinh cũng cần phải ghi vào vở, đúng không ạ, để mà sau này thì các em có những cái tư liệu để các em học và ôn tập, đúng không ạ. Dù là các thầy cô sử dụng cái phương pháp dạy học nào thì cuối cùng thì giáo viên vẫn phải là người chốt kiến thức cho trọng tâm cho học sinh, đúng không ạ. Thank you.
Thế thì quý thầy cô có ý kiến đó là cái việc tìm hiểu thông tin mối quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam liệu có quá sức với học sinh lớp 7 hay lớp 7 không? Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà xác định những cái nội dung học tập ở trong chương trình lịch sử địa lý 7, đặc biệt là trong phần địa lý, thì các người làm chương trình thì cũng đã rất là lưu ý đến cái vấn đề tâm sinh lý lứa tuổi, trình độ của học sinh. Thế thì ở đây thì một cái hoạt động mà tìm hiểu thì tôi nghĩ rằng là theo quan điểm cá nhân tôi nghĩ rằng cũng không có vấn đề gì là quá sức cả. Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thực hiện ở mức độ đơn giản thôi ạ, chứ không phải đi quá sâu vào từng chi tiết, bởi vì những cái phần tìm hiểu này cũng chỉ cần khoảng tầm từ yêu cầu học sinh khoảng tầm từ 10 đến 15 dòng thôi ạ, chứ không phải là quá nhiều. Thế thì các thầy cô cũng lưu ý là dựa trên cái mức độ trình độ của học sinh thì cũng là một cái câu hỏi đó, nhưng mà chúng ta sẽ yêu cầu ở mức độ vừa phải. Thì quý thầy cô cũng 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 chia sẻ là phần liên hệ ở vận dụng hơi khó đối với học sinh vùng cao. Thế thì đây cũng sẽ chỉ là những cái sẽ là những cái phần mang tính chất gợi ý, còn giáo viên hoàn toàn có thể chủ động và thay thế bằng một cái hình thức hoạt động vận dụng khác, đúng không ạ? Thế thì để phù hợp hơn với trình độ học sinh, với điều kiện địa phương. Thế thì quý thầy cô nói là cho em xin giáo án môn địa 7 được không? Vâng ạ, cũng phải chia sẻ với quý thầy cô như thế này ạ. Cái giáo án hiện nay chúng tôi không có đâu ạ. Thế thì ở đây thì và đây cũng là một số những cái bài học, gọi là một số cái gợi ý để quý thầy cô có thể tham khảo thêm về trên cơ sở những cái trường ở những cái bài mẫu này, thì quý thầy cô có thể là vận dụng vào việc thiết kế cái kế hoạch dạy học cho những cái bài học khác. Còn hiện nay thì phần giáo án là không có đó ạ. Chỉ có điều là như này ạ, trong cái phần sách giáo viên ạ, sách giáo viên thì đã có đối với từng một bài học cụ thể thì giáo viên trong sách giáo viên cũng đã có những cái gợi ý hướng dẫn trong từng bài học, thì các thầy cô có thể tham khảo ở trong trong cuốn sách giáo viên. Và những cái câu hỏi vận dụng và luyện tập thì chúng tôi cũng đã xây dựng và thiết kế sách bài tập, vì vậy mà cô cũng có thể tham khảo trong cái cuốn sách bài tập để mà quý thầy cô có thể là đưa thêm nhiều những cái câu hỏi vận dụng vào ở mỗi một bài học, hoặc là sau này sẽ là những cái gợi ý để quý thầy cô xây dựng các cái bài kiểm tra định kỳ, hoặc là những cái bài kiểm tra định kỳ như là kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, rồi thì kiểm tra giữa học kỳ và kiểm tra cuối kỳ. Có thầy cô hỏi là trong kế hoạch dạy học có cần thiết phải thể hiện kiến thức cần đạt của từng mục không ạ? Thế thì theo như cái yêu cầu về cái đổi mới dạy học hiện nay ạ, phương pháp dạy học hiện nay thì mỗi một cái hoặc là mỗi một cái mục, tức là cái phần trong cái phần hình thành kiến thức mới, thì mỗi một mục thì thông thường là người ta hãy đặt ra các cái bước như là tôi đã chia sẻ đấy ạ,
tức là phải xác định xem là mục tiêu của cái hoạt động này là gì, đúng không ạ? Rồi thì cái nội dung hoạt động là gì, cái sản phẩm học tập là gì, và từ đó thì chúng ta mới có được cái cách thức để chúng ta tổ chức cái hoạt động học đó một cách hợp lý. Bởi vậy mà theo quan điểm của cá nhân tôi thì các thầy cô nếu như thiết kế giáo án, thiết kế cái kế hoạch dạy học ấy, thì cũng nên tuân thủ theo các cái bước của một cái hoạt động học như vậy, thì để các cái mục đưa ra mục tiêu, đưa ra nội dung, đưa ra sản phẩm cái rõ ràng, thì từ đó chúng ta mới có thể xác định được một cái phương pháp dạy học hay hình thức dạy học nó phù hợp ạ. Cái phần cái kế hoạch bài dạy này thì nó chỉ là một bài mẫu. Thế thì nếu như quý thầy cô có thể thì nếu thầy cô cần thiết và muốn thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ được ạ. Thế còn ở trong cái cuốn tài liệu hướng dẫn, ở trong 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 cái hệ thống tài liệu hành trang số của nhà xuất bản ấy ạ, thì cũng có các cái tài liệu về về hướng dẫn ấy, của cái phần địa lý lớp 7, thì trong đó cũng có một số cái bài học khác nữa, thì quý thầy cô có thể tham khảo ở trên đó thêm ạ. Thế như là vâng ạ, vẫn có câu hỏi lặp lại, đó là cái phần tổ chức hoạt động học có nhất thiết phải theo 4 bước không, thì tôi đã chia sẻ, tức là nếu như chúng ta thực hiện theo 4 cái bước này thì 3 bước trên để chúng ta thực hiện, để chúng ta xác định được cái bước thứ tư, đó chính là xác định được mục tiêu, xác định được nội dung và xác định được sản phẩm của hoạt động học, thì từ đó chúng ta sẽ xác định được cái phương pháp dạy học phù hợp với từng cái hoạt động học một. Ở đây thì có quý thầy cô nói là cái phần hướng dẫn xử lý số liệu và vẽ biểu đồ tròn thì có thực hiện trong tiết thực hành, vì ở lớp 7 các em chưa tiếp xúc về dạng biểu đồ này, đúng không cô? Thế thì theo tôi được biết thì trong các cái bài thực hành này, trong các bài thực hành ấy, của lớp 7 ở trong chương trình này, thì nó lại hơi khác so với cái chương trình hiện hành. Thế thì thông qua những cái bài luyện tập, cái phần luyện tập như thế này, những câu hỏi luyện tập như thế này, thì chính là quý thầy cô cũng đã hướng dẫn và giúp các em hình thành cái năng lực, đó là năng lực vẽ bản đồ rồi đấy ạ, vẽ biểu đồ rồi đấy ạ, mà đây là một biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu của GDP của EU trong cái GDP của toàn thế giới, đúng không ạ? Thì ở đây có câu hỏi là các cái nội dung này bọn em phải cung cấp thông tin cho học sinh có được không, cho phù hợp với đặc thù vùng miền. Thế thì như tôi cũng đã chia sẻ, tức là cái việc các thầy cô vận dụng cái phương pháp dạy học là sẽ phải linh hoạt, đúng không ạ? Phải linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cũng như là phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Do vậy mà cái đó thì sẽ tùy thuộc vào các thầy cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái điểm như thế này ạ, dù là vận dụng cái phương pháp nào thì quý thầy cô cũng đảm bảo một cái yêu cầu, đó là hướng dẫn học sinh và đồng thời là để cho học sinh chủ động lĩnh hội tri thức và chủ động hình thành kiến thức và năng lực, hạn chế cái việc mà chúng ta sẽ cung cấp một chiều từ phía giáo viên. Có thầy cô nói là cho em xin tài liệu họ tập huấn môn sử sáng nay được không ạ? Xin phép với thầy cô là tôi chỉ phụ trách và chuyên môn của phần địa lý. Thế chính vì thế mà tôi cũng không có cái tài liệu của cái phần lịch sử ạ. Vâng ạ, xin chia sẻ với quý thầy cô như vậy ạ.
thì ở đây thì với thầy cô có nói là có thể hướng dẫn chúng em viết soạn và dạy một bài thực hành không? Chúng em bị mắc ở những cái bài thực hành. Thế thì trong cái chương trình lớp 7 hiện sắp tới đây, tức là 2018, thì các cái bài thực hành sẽ được thiết kế dưới dạng là hướng dẫn học sinh viết báo cáo. Vì chính vì thế mà ở đây thì như như trong bản thân cái bài nội dung của các cái bài ạ, đó là cũng có những cái gợi ý để cho giáo viên có thể thực hiện. Ví dụ như ở đây chẳng hạn như là nội dung các thầy cô chờ một chút, tôi lấy cái phút. Ví dụ như ở đây trong cái bài về Cộng hòa Nam Phi á, thì được thiết kế dưới dạng là bài thực hành. Thế thì ở đây thì các thầy cô có thể là hoàn toàn là dựa vào những nội dung mà đã viết ở trong sách giáo khoa. Ví dụ như ở đây là yêu cầu chuẩn bị, tức là đầu tiên thì các thầy cô có thể là đưa ra những cái nội dung, những cái gợi ý cho học sinh, có thể là các em lựa chọn một trong ba cái nội dung này. Ví dụ quá trình thành lập Cộng hòa Nam Phi, chế độ phân biệt chủng tộc, apartheid hay là tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Thế thì sau đó thì các thầy cô có thể là yêu cầu học sinh là về nhà, đúng không ạ? Về nhà để mà sưu tầm những cái thông tin dữ liệu về Cộng hòa Nam Phi, cơ sở là các cái tài liệu từ internet, báo, và hoặc là có thể cô cũng có thể là chia sẻ cho các em ấy những cái ví dụ như là những cái đường link này, đúng không ạ, những website người ta mò viết về những cái nội dung này, thì để cho các em có thể là tiết kiệm hơn thời gian để và tìm kiếm được những cái thông tin mang tính chất chính thống. Thế thì và sau đó thì cho các em về nhà là có thể là làm cá nhân hoặc là làm theo nhóm cũng được ạ. Thế thì sau đó thì hoặc là ngoài cái phần tin về những chữ thì có thể là những thông tin về những cái hình ảnh, đúng không ạ? Rồi thì bản đồ, biểu đồ, số liệu, tư liệu, vân vân. Học sinh làm ở nhà và sau đó thì vào buổi sau, giờ tức là đính chính đến cái tiết đó thì các em sẽ báo cáo, từng nhóm sẽ báo cáo, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái cách thức mà có thể thực hiện được cái bài Kể thực cả đối hành này. xứng, kể cả bên nhà Và đối ở xứng đây hai thì bên giống nhau, trục bên sau đó giữa thì đối có xứng thể hai đặt bên. cái ý nghĩa của các cái sự kiện này, đúng không ạ? Rồi thì khoảng thời ở đây ví dụ như là giáo viên có thể gợi ý cho ví dụ như là sự kiện này diễn ra thời gian nào này, khoảng thời gian nào này, rồi thì những cái thông tin chính của về về sự kiện này là gì, Đây, rồi tâm thì cuối hình cùng là tròn nêu ở ý nghĩa của cái sự giữa. kiện đó. Thì đấy là những cái gợi ý mà để các thầy cô có thể là hướng dẫn học sinh làm cái bài. Rất nhiều đường. Vâng ạ, đối với quý thầy cô muốn xin tài liệu thì tôi sẽ gửi cho quý thầy cô qua email sau sau cái buổi tập huấn này được không ạ? Bởi vì là
Thực sự là cũng có rất là nhiều với thầy cô. Thế thì bây giờ thì tôi sẽ gửi lại ở đây một cái địa chỉ email, đúng không? Địa chỉ email và quý thầy cô sẽ lưu lại giúp tôi ạ. Sau đó thì các thầy cô có thể là viết mail gửi cho tôi để tôi có thể là gửi, hoặc là các thầy cô có thể gửi theo nhóm, ví dụ như là một tình nhóm các thầy cô ở địa phương nào đấy thì có thể lấy một lần, sau đó thì các thầy cô có thể chia sẻ cho nhau được không ạ? Thì bởi vì là gửi cho từng thầy cô thì cũng sẽ rất là khó khăn và cũng khá mất rất nhiều thời gian. Thế cho nên là tôi xin phép là nếu như các thầy cô nào ở cùng một nhóm thì có thể là chúng ta sau khi nhận được thì có thể chia sẻ cho các thầy cô khác được không ạ? Vâng ạ. Thế thì thầy đã giúp cho tôi được cái địa chỉ email là hiền.ltt. Vâng, nếu mà quý thầy cô không có câu hỏi gì liên quan đến chương trình thì tôi sẽ có thể trình bày có thể chia sẻ với quý thầy cô một cái bài nữa về cái phần hướng dẫn cách thức dạy một bài học được không ạ? Vâng ạ, cái bài mẫu thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô đó là cái bài đề 1 là phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi. Thế thì trên đây là toàn bộ cái nội dung của bài học này với cái nội dung được chia thành 4 mục. Thế thì có thể là bài học này sẽ được thực hiện trong vòng 2 tiết chứ không phải là 1 tiết. Thế thì quý thầy cô có thể là nhìn toàn cảnh về cái nội dung của cái bài 11 này. Thế thì cái việc xây dựng kế hoạch bài dạy cho cái bài học này thì trước hết là về xác định mục tiêu của bài học này. Thì với cái bài học này thì sẽ trình bày, học sinh sẽ phải trình bày được cái cách thức mà người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau. Về năng lực, đó là cái năng lực về nhận thức địa lý, năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, phân tích mối quan hệ giữa đối tượng tự nhiên và đối tượng kinh tế xã hội, và năng lực tìm hiểu địa lý, đó là sử dụng công cụ địa lý. Về phẩm chất thì cái yêu cầu của bài học này để hình thành phẩm chất đó là hiểu rõ thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, yêu khoa học và ham học hỏi tìm tòi. Thế thì về tiến trình dạy học cũng giống như ở cái bài trước thì bài học này chúng ta sẽ bao gồm có 4 phần, đó là hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập vận dụng. Thứ nhất là về hoạt động và trong mỗi một cái bước này thì chúng ta đều có 4 cái phần, đó là xác định mục tiêu, xác định nội dung hoạt động, sản phẩm học tập và tổ chức hoạt động. Thì đối với hoạt động mở đầu thì giáo khoa đã đưa ra một cái gợi ý hoạt động mở đầu, đó là thiên nhiên châu Phi phân hóa thành các môi trường tự nhiên khác nhau, và mỗi một cái môi trường tự nhiên thì có đặc điểm riêng về khí hậu, về đất, về nguồn nước, về sinh vật. Vậy thì người dân châu Phi sẽ sinh sống ở các môi trường đã khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên như thế nào? Thì đấy là như vậy là đây sẽ chỉ là cái gợi ý thôi ạ, và giáo viên có thể lấy những cái tình huống khác phù hợp hơn với thực tế ở địa phương mình. Đấy thì từ những cái nội dung mà đưa ra ở phần mở đầu như vậy thì sẽ kích thích cái tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết của các em học sinh thông qua cái việc đặt cái câu hỏi, đúng không ạ? Và thiên nhiên đó là dân người dân châu Phi sống ở các môi trường khác nhau thì đã khai thác sử dụng và bảo vệ thiên nhiên như thế nào. Thì để thực hiện được cái hoạt động mở đầu này thì mục tiêu, chúng ta sẽ xác định mục tiêu, đó là
tạo sự kết nối giữa kiến thức của học sinh về các môi trường tự nhiên ở châu Phi với cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau. Từ đó thì tạo hứng thú và kích thích tò mò của người học. Thì nội dung của hoạt động này đó là học sinh sẽ dựa vào vốn hiểu biết kiến thức của mình để mà trả lời câu hỏi, hoặc là học sinh có thể là không cần trả lời mà thông qua những cái nội dung tiếp theo thì nó sẽ gợi mở, kích thích trí tò mò của học sinh, gợi mở cho học sinh để mà các em có thể phải là học những sự chú ý tập trung vào những phần tiếp theo thì để trả lời cái câu hỏi, những câu hỏi ở đây. Thế thì phần thứ ba là sản phẩm học tập, thì học sinh sẽ đưa ra câu trả lời theo cá nhân hoặc là cặp đôi, đúng không? Về tổ chức hoạt động khởi động thì giáo viên sẽ đưa ra tình huống và câu hỏi học sinh có thể trả lời hoặc không, và giáo viên dẫn dắt vào bài học mới. Giáo viên cũng có thể cho học sinh quan sát lại cái hình 4 và cái bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi ở bài học trước, thì sau đó thì đặt ra cái câu hỏi gợi mở, đó là môi trường tự nhiên châu Phi có đa dạng không, người dân châu Phi sinh sống ở các môi trường khác nhau đã khai thác và bảo vệ thiên nhiên như thế nào để phù hợp với cái điều kiện tự nhiên, và những giáo viên dẫn dắt các học sinh vào bài học mới. Thế thì hoạt động thứ hai là hoạt động hình thành kiến thức mới. Thế thì với mỗi ở trong cái bài này thì cái phần kiến thức mới có 4 mục, đúng không ạ? Đối với mục thứ nhất là khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo. Thế thì trong cái mục này thì bao gồm có các thầy cô có thể quan sát thấy ở đây là cái phần chữ này, đúng không ạ? Bản đồ này, bản đồ các môi trường tự nhiên này. Rồi thì cái phần tiến phụ đó là phần em có biết. Thế thì dựa trên cơ sở câu hỏi ở phần cuối của mục 1 đó là đọc thông tin trong mục và quan sát hình 4 trang 131 thì các em hãy xác định phạm vi môi trường xích đạo ở châu Phi, trình bày cách thức con người khai thác bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo. Thì trên cơ sở câu hỏi đó thì giáo viên sẽ tổ chức cái hoạt động để mà hình thành kiến thức ở mục 1 này như thế nào. Vì hoạt động 1 có tên là khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo, thì cái mục tiêu chúng ta xác định mục tiêu của hoạt động này là xác định được phạm vi môi trường xích đạo trên bản đồ, trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo. Thì cái sản phẩm học tập mà các em phải đạt được đó là xác định được phạm vi môi trường xích đạo, đúng không ạ? Và trình bày được cách thức con người khai thác bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo. Thì để tổ chức hoạt động này thì giáo viên có thể thực hiện 3 bước theo những gợi ý như sau. Đó là giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát bản đồ có sẵn ở hình số 4, đúng không ạ? Hoặc là treo tường và xác định phạm vi. Thì từ đó học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ cá nhân trong vòng 2 phút. Giáo viên chỉ định học sinh lên bảng để xác định trên bản đồ treo tường, hoặc là và sau khi học sinh xác định xong thì các học sinh khác nhận xét, giáo viên sẽ chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh. Bước 2 là giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đọc thông tin trong mục, quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa và các hình ảnh do giáo viên sưu tầm có thể là mở thêm, đúng không ạ? Để trình bày được cách thức con người khai thác bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo, và học sinh có thể thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân hoặc là cặp đôi trong vòng khoảng 5 phút. Và từ đó thì bước 3 là sau khi xác định xong thì giáo viên có thể chỉ định học sinh 2 đến 3 học sinh trả lời, các học sinh khác có thể nhận xét, giáo viên đánh giá kết quả của học sinh và biểu dương những học sinh sẽ có làm việc có kết quả làm việc tốt. Khi về trong phần này thì giáo viên có thể cho học sinh khai thác cái phần kinh phụ, tức là cái phần về em có biết. Đó là gì ạ? Yêu cầu các em học sinh là đọc cái mục này để có thể mở rộng kiến thức và liên hệ với những cái nội dung chính mà ở trong mục 1 này. Thế với các nội dung còn lại thì giáo viên có thể hướng dẫn cho để học sinh thực hiện tương tự, hoặc là cũng có thể bằng một cái hình thức khác, đó là giáo viên có thể đồng thời chia cả lớp thành 4 nhóm và mỗi nhóm sẽ tìm hiểu về một về việc cách thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở một môi trường khác nhau, đúng không ạ? Và giáo viên giao nhiệm vụ, thậm chí là giao nhiệm vụ để các
các nhóm chuẩn bị trước ở nhà, tùy từng điều kiện thực tế của lớp học mà học sinh sẽ chuẩn bị trước hoặc là chuẩn bị ở trên lớp. Và buổi nếu như trình bày ở nhà thì đến buổi hôm sau thì giáo viên sẽ có thể là cho học sinh, tổ chức cho học sinh trình bày ở trước lớp, từng nhóm lần được trình bày. Sau đó thì các nhóm khác có thể là nhận xét, bổ sung, đúng không ạ? Và từ đó thì giáo viên có thể là chuẩn lại kiến thức. Thế về hoạt động luyện tập thì trong cái bài học này thì có một cái câu hỏi luyện tập được đưa ra, đó là hãy lập bảng so sánh cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo và môi trường nhiệt đới ở châu Phi. Thế thì để mà thực hiện được cái hoạt động này, để tổ chức được cái hoạt động này thì giáo viên cần phải xác định các cái bước như sau. Thứ nhất là về mục tiêu thì sẽ củng cố kiến thức, mục tiêu để của cái hoạt động này là củng cố kiến thức về cách thức con người ở châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường khác nhau, rèn luyện kỹ năng so sánh cách thức khai thác thiên nhiên ở môi trường khác nhau. Và nội dung hoạt động là học sinh sẽ lập bảng so sánh và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của đề bài. Về sản phẩm là học sinh sẽ lập được một cái bảng so sánh cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo và môi trường nhiệt đới ở châu Phi. Thì về tổ chức hoạt động thì giáo viên có thể là tổ chức theo các bước gợi ý như sau ạ. Bước 1 là giáo viên cho học sinh hoạt động theo cá nhân hoặc là cặp đôi để thực hiện nhiệm vụ. Bước 2 là học sinh có 5 phút để hoạt động, giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh để trình bày kết quả, còn học sinh khác có thể nhận xét và giáo viên chuẩn kiến thức. Thế thì tùy từng điều kiện thực tế mà giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm sẽ so sánh cách thức người dân châu Phi khai thác ở hai môi trường khác nhau, ví dụ như là môi trường xích đạo và môi trường cận nhiệt, môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới, vân vân. Tiếp theo là về hoạt động vận dụng. Thì trong cái hoạt động vận dụng thì ở đây thì một cái yêu cầu được đưa ra, hoạt động vận dụng được đưa ra đó chính là tìm hiểu về hoang mạc Sahara. Thế thì các quý các thầy cô đều biết là hoang mạc Sahara là một trong những hoang mạc lớn không chỉ ở châu Phi mà còn ở trên thế giới, đúng không ạ? Với cái diện tích rất là lớn và là một trong những hoang mạc rất là khô cằn. Bởi vậy mà cái việc tìm hiểu nó có cái ý nghĩa rất là lớn. Do vậy mà ở đây thì sách giáo khoa đã đưa ra cái hoạt động vận dụng này. Thế thì với cái mục tiêu đó là phát triển năng lực tìm hiểu địa lý, vận dụng kiến thức, kỹ năng địa lý vào cuộc sống, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự chủ và tự học, nâng cao cái khả năng tìm hiểu kiến thức thông qua các cái tài liệu như là sách, báo, internet phục vụ học tập. Và đây cũng là một cái câu hỏi mang tính chất là kích thích tư duy sáng tạo của học sinh. Giáo viên có thể cho học sinh tự chuẩn bị ở nhà và trình bày trước lớp. Giáo viên có thể gợi ý cho học sinh một số các cái nguồn tư liệu tham khảo để học sinh có thể tìm hiểu. Vâng ạ, như vậy là chúng tôi trong một thời gian rất là ngắn thì chúng tôi cũng có thể đã chia sẻ với quý thầy cô một số những cái nội dung và trong khuôn khổ thời gian có hạn, cho nên chúng tôi chỉ có thể chia sẻ được hai cái bài mẫu về cách thức tổ chức một cái kế hoạch dạy học cho một cái bài cụ thể. Thế thì cũng rất là mong là đây sẽ là những cái gợi ý, là những cái tài liệu tham khảo để quý thầy cô có thể vận dụng vào cái việc là xây dựng cái kế hoạch giảng dạy của cho mình ở cái bài học khác, đúng không ạ? Thì quý thầy cô có câu hỏi gì và có vấn đề gì cần trao đổi nữa không ạ?